chương 271, để mắt tới nhị sư tỷ. Lộ Tầm nhìn Lâm Thiền con mắt, không thể nín được cười. Hắn vuốt vuốt nàng đầu, nói, vi sư sẽ không ngày ngày tu luyện dưỡng kiếm thuật, tiểu thiền nhi dù là muốn giúp vi sư, cũng không giúp được a. À. Tại Lộ Tầm xem ra, hàng đêm làm đồ đệ đến chính mình gian phòng hỗ trợ tu hành, cũng không phải vấn đề. Loại này đêm khuya hổ động, ngẫu nhiên tới một lần là được rồi. Dù sao hắn mỗi lần tu luyện về sau, những lực lượng này đều sẽ giấu trong cơ thể hắn, sẽ không tiêu tán, cũng sẽ không yếu bớt. Bởi vậy, cách một đoạn thời gian hấp thu một lần là được, cũng là thuận tiện. Lâm Thiền nghe vậy, ở trong lòng ở một tiếng, có chút cúi đầu, hơi có vẻ thất lạc. Trở về nghỉ ngơi đi. Lộ Tầm cười nói. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, từ trên giường đứng dậy. Tiểu Thiền Nhi, ngủ ngon. Lộ Tầm ôm hòa nói. Lâm Thiền khép lại Lộ Tầm cửa phòng, cũng ở trong lòng nói khẽ. Sư phụ, ngủ ngon. Phòng trong, Lộ Tầm nằm ở trên giường, hai tay gối lên dưới đầu ngươi tự hồ thực thích nàng. Hắn mở miệng nói. Phòng trong không có những người khác, hắn lời này nói là cho kiếm tâm bên trong tiểu kiếm nghe. Cái này kiếm ngu ngơ là sống, nhưng không có bao nhiêu linh trí. Bất quá, cơ bản sướng vui đau buồn, vẫn là đều có. Vừa mới, tại lâm thiền phụ trợ tu luyện lúc, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm biểu hiện thực sinh động. Rõ ràng luyện chính là thể phách, không có quan hệ gì với nó, nhưng nó hết lần này tới lần khác liền thực sinh động. Kiếm tâm tiểu kiếm ở thời điểm này nhanh chóng đến chấn động một cái, tựa như là tại cho lộ tầm trả lời chắc chắn, nhưng lộ tầm cũng không biết nó đây là tại gật đầu vẫn lắc đầu. Ngươi cái kiếm ngu ngơ, cũng liền tại chấn động phương diện tương đối lợi hại, đần độn. Lộ tầm cười nói. Cảm giác chính mình cơ thể trong ẩn giấu một cái, phú bà vui vẻ kiếm. Trong lúc hắn chuẩn bị ngủ một giấc nghỉ ngơi nghỉ ngơi lúc, cảm thấy sát vách truyền đến một hồi linh khí dao động. Lại hắn phòng cách vách chính là lâm thiền, đây là. Đột phá. Kỳ quái, chẳng lẽ lại tại cho ta phụ trợ lúc tu luyện, tiểu thiền nhi còn đốn ngộ rồi lộ tầm ở trong lòng nói thiên phú dị bẩm người chính là tốt thường thường liền sẽ đốn ngộ một lần lộ tầm liếc nhìn chính mình còn thừa không nhiều điểm kinh nghiệm ở trong lòng nói rất lâu không có đi chơi nhà nơi nào thu hoạch điểm kinh nghiệm tìm một cơ hội phải đi hảo hảo thu hoạch một đợt thời gian trôi qua chỉ chấp mắt đại nửa tháng liền đi qua lộ tầm khoảng thời gian này ngoại trừ tại hậu sơn nấu cơm làm đồ ăn bên ngoài thỉnh thoảng sẽ đi ma tông ngoại môn dạo chơi hắn mấy vị hầu kiếm đồng tử cũng còn tính ra hơi thở thực lực tăng lên rõ rệt không có ủng phí hắn trên người bọn hắn sở tiêu tốn điểm kinh nghiệm mà hắn sở dĩ thường đi ngoại môn cũng là vì hay đi thăm một chút quý lê không biết sao hiện tại như quá lâu không thấy hắn đối quý lê cũng sẽ chợt có tưởng niệm đẩy ra quý lê chỗ ở tiểu viện sau cửa gỗ đang luyện kiếm quý lê vừa nhìn thấy lộ tầm lập tức liền đem giá y kiếm ném tới một bên sau đó ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt hắn chạy nhanh như vậy làm gì quơ không thương sao lộ tầm nhìn thực là hoành tráng nơi nào đó một chút ở trong lòng nói lộ tầm ngươi tới rồi quý lê vui vẻ nói lộ tầm nhẹ gật đầu giơ tay lên bên trong mang theo điểm tâm ngọc nói sợ ngươi ở ngoại môn cô đơn đến bồi ngươi nói một chút này cho ngươi ăn quý lê vui vẻ tiếp nhận con mắt đều cười thành nguyệt nha lộ tầm nhìn nàng cười nói không tệ lắm lại đột phá à nha quý lê nhẹ gật đầu một bên ăn vừa nói kia là ta hiện tại thế nhưng là này một nhóm đệ tử trong thủ tịch tự nhiên muốn cố gắng gấp bội mới được tốt 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 lại nói Mấy ngày nữa, chính là ma tông nội môn tấn cấp khảo hạch a." Lộ Tầm nói. "Đúng nha, cho nên gần nhất toàn bộ ngoại môn đều thực tiến tới, ta xem rất nhiều người đều dốc hết sức muốn xông vào nội môn." Quý Lê nói. "Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử có khả năng thu hoạch được tài nguyên là có chênh lệch. Hơn nữa ngoại môn đệ tử từ ngoại môn trưởng lão cùng các chấp sự dạy bảo, mà nội môn đệ tử thì từ Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ tự mình dạy bảo, vẫn là có khác biệt rất lớn. Tất nhiên, Thẩm Diêm là có tiếng sẽ không dạy đồ đệ." từ hắn đạo diễn, kỳ thật còn không bằng ngoại môn trưởng lão. Vậy ngươi có lòng tin sao? Lộ tầm nói. Có a. À. Quý Lê ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta à, thu thủy trưởng lão đều nói, lần khảo hạch này, ta ổn qua. Sợ sợ. Lộ tầm nói. Lộ tầm, trong lúc này cửa tấn cấp khảo hạch ngày đó. Ngươi sẽ đến không? Quý Lê một mặt chờ mong nhìn hắn. Lộ tầm kỳ thật rất rõ ràng, mặc kệ là thẩm diêm vẫn là mấy vị khác phong chủ, kỳ thật đều nhìn trúng quý lê này khỏa hạt giống tốt. Nhất là thẩm diêm, càng là sớm đã đem nàng coi là truyền nhân y bác. Mà lộ tầm rõ ràng hơn chính là, quý lê càng muốn trở thành hơn vì đệ tử của hắn. Như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận ở tại phía sau núi, dễ dàng hơn nàng tham thân thể. Hơn nữa theo bối phận thượng đến xem, lộ tầm bây giờ là nàng tiểu sư thúc tổ, thoáng cái thăng cấp làm sư phụ, vậy chỉ kém một đời. Tại người tu hành thế giới bên trong, sư phụ cùng đồ đệ tốt hơn, kỳ thật cũng không thế nào hiếm lạ, là thực phổ biến sự tình. Nữ sư phụ cùng nam đồ đệ, nam sư phụ cùng nữ đồ đệ, đều thực phổ biến. Tất nhiên, loại tình hình này phát thêm sinh ở đồ đệ có nhất định số tuổi về sau, bị sư phụ thu làm đệ tử. Nếu là hài đồng thời kỳ liền nhập môn, phần lớn liền càng giống là cha con hoặc mẫu tử chi tình. Lộ tầm nhìn nàng, nói, ngươi là muốn cho ta thu ngươi làm đồ. Ừm. Quý Lê Hào Phóng thừa nhận nói. Lộ tầm đưa tay gãy một cái nàng tráng, nói, ta coi như thu ngươi, ngươi cũng là nghiệp đồ làm sao có thể? Sư phụ, nhân gia nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Quý Lê hướng hắn nháy nháy mắt. Trời mới biết ngươi là loại nào hiếu thuận. Lộ tầm tại trong lòng thầm nhũ nói. Này thối muội mùi suốt ngày liền nghĩ lấy thân báo đáp, nào có tiểu thiền nhi tới nhu thuận hiểu chuyện. Tựa như mấy ngày trước đây, chính mình bị đại sư huynh kia một phát nhập hồn dưỡng kiếm thuật làm cho hôn mê, tiểu thiền nhi thế nhưng là canh giữ ở đầu giường tỉ mỉ chăm sóc, không có làm bất luận cái gì khác người chuyện. Mà nếu nếu là quý lê, nhìn hôn mê sau lộ tầm, hậu quả khó mà lường được trời mới biết nàng có thế không thể khống chế lại chính mình như vậy tỉ mỉ nghĩ lại đi mặc dù cũng có mấy phần kích thích cùng mang cảm giác nhưng luôn cảm thấy có chút không ổn chí ít tạm thời không ổn đem quý lê thu vào phía sau núi hắn là nguyện ý này có trợ giúp nàng tu hành nhưng tốt nhất hẳn là chính mình thân truyền đệ tử tiên sinh khẳng định là sẽ không thu đồ hắn gần đây tựa như không có thu đồ hào hứng cho tới bây giờ tiên sinh đều không có lập được mới thu đồ tiêu chuẩn lộ tầm đều hoài nghi chính mình sẽ sẽ không trở thành tiên sinh quan ngôn đệ tử đại sư huynh tự nhiên cũng không cần cân nhắc đều bế tử quan còn thu cái gì đồ đệ a tam sư huynh cũng bị lộ tầm vô tình loại bỏ không có gì nguyên nhân bởi vì hắn là nam về phần miêu nam bắt coi như xong đi nàng vựng nãy suy đi nghĩ lại người chọn lựa thích hợp nhất chính là nhị sư tỷ hơn nữa nhị sư tỷ cùng lâm thiền cùng là kiếm tu có thế tốt hơn chỉ điểm quý lê tu hành chẳng qua là trước đó hắn muốn trước thuyết phục nhị sư tỷ mới được phía sau núi mấy vị sư huynh sư tỷ bên trong chỉ có đại sư huynh thu qua đệ tử những người khác không có miêu nam bắt ngược lại là cũng muốn thu mấy cái đồ đệ chơi đùa nhưng là đại gia không cho phép về phần nhị sư tỷ rõ ràng là không có thu đồ ý tứ bất quá đối với thuyết phục nhị sư tỷ cố tiểu mãn lộ tầm vẫn là rất có lòng tin đừng nhìn nhị sư tỷ bề ngoài thanh lãnh không thích nói chuyện nhưng nàng vẫn luôn thực chiếu cố lộ tầm hơn nữa lộ tầm rất rõ ràng nhị sư tỷ chẳng qua là nhìn cao lãnh mà thôi kỳ thực cũng không phải là như thế. Hắn đứng lên nói, không tán gẫu nữa, ta về trước phía sau núi. a, à, hôm nay như thế nào như vậy vội vã trở về. Quý Lê có chút không bỏ, nói, lộ tầm, ta có phải hay không nói sai lời gì, chọc ngươi tức giận. Ngươi nghĩ gì thế? Lộ tầm lại gãy một cái nàng tráng, cười nói, ta có việc phải bận rộn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chương 272, Nhà Ma Tông phía sau núi, khu rừng nhỏ Miêu Nam bắt rón rén vụng trộn tiến vào trong rừng trúc, ẩn nấp tự thân, không có toát ra mảy may khí tức, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nàng lại tới đùa ác, muốn đánh lén nhị sư tỷ. Mèo vốn là rón rén động vật, theo chỗ cao rơi xuống cũng sẽ không phát ra bao nhiêu tiếng vang, bởi vậy, ở phương diện này nàng còn tính là có chút thiên phú. Hắc hắc, nhìn ta vô địch miêu miêu trảo. Nàng theo rừng trúc cái bóng gian nhanh chóng thoát ra, phóng tới trên hòn đá nhị sư tỷ, tay nhỏ thì chụp vào nhị sư tỷ trên đầu cái kia cây trâm gỗ ngồi tại trên hòn đá cố tiểu mãn mỉm cười, sau đó rất nhanh liền khôi phục ngày thường thanh lãnh biểu tình. Bàn tay nàng hướng lên nhẹ nhàng nâng lên một chút, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem miêu nam bắt cho bao vây lại, mặt nàng như thế nào dương nanh múa vuốt, đều không thể tránh thoát trói buộc. Nhị sư tỉ tay nhìn rất đẹp, mười ngón trắng nõn thon dài, mềm mại không xương. Nàng nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, ở giữa không trung bị bao quanh miêu nam bắt liền chậm rãi hướng nàng bay tới. Tiểu Loli dứt khoát nhận mệnh, nửa ghé vào này một đoàn như bọt khí trong sức mạnh, rủ cục lấy lỗ tai, vĩnh lên miệng nhỏ. Mà liền tại nhị sư tỷ hủy bỏ của lực lượng này lúc, trên mặt nàng lập tức toát ra nụ cười như ý. Khi một đôi mang theo chung tay nhỏ lập tức hướng về phía trước với tới, đáng tiếc cố tiểu mãn động tác nhanh hơn nàng. Nàng ngón trỏ trong nháy mắt liền điểm vào miêu nam bắt chỗ mi tâm, kim quang lóe lên, trực tiếp liền phá vỡ nàng biến hóa, làm nàng biến trở về tiểu hắc miêu dáng vẻ. Sau đó tay trái bao quát, hướng trong ngực nhất câu, liền đem tiểu hắc miêu ôm vào trong ngực. Tay trái của nàng xoa tiểu hắc miêu cái cầm, tay phải thì vuốt ve tiểu hắc miêu phía sau lưng miêu nam bắt vốn định phản kháng làm sao nhị sư tỷ mò được thật sự là dễ chịu không bao lâu nàng liền nhịn không được hít mắt lại lộ tầm khống chế hạt giấy này về tới phía sau núi sau đó liền thẳng đến rừng trúc mà đi nhị sư tỷ hắn hướng trên hòn đá gầy gò thân ảnh hành lễ sau đó thấy được một đầu ngay tại hài lòng co giật mèo đen cái đuôi nha tứ sư tỷ cũng tại a hắn cười nói mèo ô miêu nam bắt vừa mới trầm mê ở bị lột bên trong cũng không phát hiện lộ tầm xuất hiện, giờ phút này lập tức giật mình tỉnh lại. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy đến mất đi làm sư tỷ uy nghiêm, lập tức cường lực tránh thoát nhị sư tỷ ôm ấp, bọc lấy chính mình buông lỏng áo bào, hóa thành bóng đen, hướng nơi xa nhanh chóng vọt tới. Lộ tầm nhìn miêu nam bắt chạy xa bóng lưng, ở trong lòng nói, ta còn tưởng rằng sờ sờ lỗ tai mèo cũng đã là đặc quyền, không nghĩ tới còn có loại này biến trở về nguyên hình soát mèo phúc lợi. Tìm một cơ hội, ta cũng muốn lột một lần. Hắc hắc. Hắn ở trong lòng nghĩ đến đối với lộ tầm quấy rầy chính mình lột mèo, nhị sư tỷ cảm thấy tức giận. Nhưng đừng nhìn nàng xem ra thực cao lãnh dáng vẻ, trên thực tế không có gì tính tình. Lộ tầm nhàn rỗi không chuyện gì liền đùa nàng nói chuyện, nàng mặc dù cảm thấy xấu hổ giận dữ, nhưng lại chưa hề nổi giận. Cẩu đồ vật đã sớm mò thấy nhị sư tỷ tính tình, ở trong lòng ra kết luận, nhị sư tỷ chẳng qua là nhìn thực ngự tỷ mà thôi. Gì? Chuyện gì? Nhị sư tỷ lắp bắp nói, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, tựa như không dính khói lửa trần gian một thân đạo bào màu đen xuyên tại trên người nàng thật rất có cảm giác nhị sư tỷ còn nhớ đến quý lê lộ tầm hỏi nhớ nhớ rõ cố tiểu mãn trả lời hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng quý lê tới qua phía sau núi mấy lần cố tiểu mãn là có ấn tượng ở trong mắt nàng quý lê xem như cái thiên phú không tồi hậu bối cũng coi là khỏa hạt giống tốt lộ tầm thấy nhị sư tỷ còn nhớ rõ quý lê nhân tiện nói nhị sư tỷ có thế từng có thu đồ ý nghĩ Cố Tiểu Mãn không nói gì. Một lát sau, nàng mở miệng nói: "Ngươi, ngươi là muốn, muốn để ta thu, thu Quý Lê làm đồ đệ." Từng. Lộ Tầm thẳng thắn nói. Nhị sư tỷ nghe vậy, trầm mặt mấy giây sau, mở miệng nói: nhưng có thể. A. À. Nhị sư tỷ ngươi đáp ứng á. Lộ Tầm có điểm mộng, không nghĩ tới nhị sư tỷ đáp ứng sản khoái như vậy. Cố Tiểu Mãn nhẹ gật đầu. Lộ Tầm nhìn nhị sư tỷ bóng lưng, chỉ cảm thấy nàng thật sự rất gầy một thân đạo bào xuyên tại trên người nàng, có vẻ dị thường buông lỏng. Kia! Đợi đến nội môn tấn cấp khảo hạch lúc, sư đệ thay nhị sư tỷ ra mặt, nhận lấy quý lê. Lộ tầm hỏi. Nhưng, có thể. Cố tiểu mãn nói xong. Lộ tầm lại thi lễ, nói, vậy sư đệ sẽ không quấy rầy nhị sư tỷ thanh tu. Nhị sư tỷ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đến huy động một chút chính mình mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng, ra hiệu hắn rời đi đi. Rời đi rừng trúc về sau, lộ tầm chuẩn bị đi cây ăn quả thượng hái quả ướp lạnh. Kết quả đúng lúc gặp được Miêu Nam bắt đang hù dọa linh quả. Này đáng thương ngốc đầu quả, nhìn chất thịt non miệng ngon, nếu là ngày nào đó bị hù chết, lộ tầm khẳng định cũng sẽ rưng rưng nấu canh. Nhìn thấy lộ tầm về sau, linh quả lập tức hướng hắn bay tới, rơi xuống trên vai của hắn. Miêu Nam bắt nhìn thấy lộ tầm, giả bộ như tình cảnh vừa nãy không có phát sinh, ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, tiểu sư đệ, cùng nhị sư tỷ trò chuyện xong rồi. Ta vừa rồi ta mới vừa rồi là xem các ngươi có chính sự muốn nói, ta mới chạy đi, tuyệt không phải là bởi vì. Bởi vì. Ách. Ta hiểu, sư đệ đều hiểu. Lộ tầm tươi cười nghiền ngẫm đắc đạo. Tức giận đến Miêu Nam Bắc Dương nanh múa vút muốn xé nát mặt của hắn. Chỉ bất quá thấy hắn mặt mũi này thực sự đẹp mắt, có chút không xuống tay được, liền ngược lại biến thành nhảy dựng lên dùng tiểu quyền quyền dùng sức đập một cái lồng ngực của hắn. Đáng tiếc hiện tại lộ tầm tốt xấu là đem trung phẩm linh kiếm, bị đập một cái về sau, hoàn toàn không có cảm thấy đau nhất. Miêu Nam bắt nhảy dựng lên đuổi chạy lộ tầm trên bờ vai linh quạ, ngược lại đem chính mình cái mông nhỏ ngồi xuống lộ tầm trên bờ vai, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi tại cùng nhị sư tỷ trò chuyện cái gì a?" À? "Cũng không có gì, chính là hỏi một chút nhị sư tỷ có hay không thu đồ dự định, muốn đem quý lê giới thiệu cho nàng làm đồ đệ." Lộ Tầm một năm một mười mà nói. "A. À, vậy ngươi như thế nào cũng không hỏi xem ta à?" Nói: "Ngươi có phải hay không xem thường ngươi tứ sư tỷ?" miêu nam bắt lớn tiếng nói nãy hung nãy hung làm sao lại thế có thế quý lê là kiếm tu tứ sư tỷ ngươi luyện chính là đao tự nhiên là nhị sư tỷ thích hợp hơn lộ tầm cười nói cũng thế ngươi nói rất có lý miêu nam bắt khẽ vuốt cầm lộ tầm rất rõ ràng này tiểu lô ly chính là nghĩ soát một đợt tồn tại cảm mà thôi kia nhị sư tỷ đáp ứng à nha miêu nam bắt ngồi tại lộ tầm vai trái lăng không dạo chơi chính mình bàn chân nhỏ nói ừm um, đáp ứng Lộ Tầm nói, ta nói chuyện nàng đáp ứng, căn bản không có phí cái gì miệng lưỡi. Nói xong, hắn hỏi, Tứ sư tỷ, Nhị sư tỷ là vốn là có điểm thu đồ đệ tâm tư sao? Không thể nào. Miêu Nam bắt nghĩ nghĩ về sau, nói khẽ, "Ai, có lẽ là tiểu Lê tử thân thế, cho Nhị sư tỷ một loại đồng bệnh tương liên cảm giác đi." Lộ Tầm nghe vậy, mới nhớ tới Nhị sư tỷ tại bị tiên sinh thu làm đệ tử trước, đích đích xác xác là trên một ngọn núi lụi bại đạo quán nữ đạo sĩ. Là cô nhi có thế tỉ mỉ nghĩ lại, phía sau núi thượng đám người, cái nào không phải đâu. Liền tiên sinh cũng là phụ mẫu đều mất, chỉ còn dư một cái song anh ruột đệ. Hai người thậm chí không biết ai là ca ca, ai là đệ đệ. Bởi vì tương đối muốn làm ca ca, cho nên tiên sinh thực thích tiên sinh xưng hô thế này. Trong truyền thuyết ma tông phía sau núi, đều là chút không cha không mẹ người đáng thương. Nhưng dầu gì cũng có một ngôi nhà. Đi, tứ sư tỷ trở về nấu đồ ăn rồi. Lộ Tầm quay đầu ngồi đối diện tại trên bả vai hắn Miêu Nam bắt nói, "Hôm nay muốn ăn cái gì?" "Ta hôm nay muốn ăn thịt kho tàu." Miêu Nam bắt nói. "Hôm trước không phải vừa ăn xong sao?" "Là chính ngươi hỏi ta, ta nói ta muốn ăn thịt kho tàu, ngươi lại nói như vậy." "Tốt tốt tốt, làm cho ngươi còn không được sao?" "Hì hì." Ánh mặt trời dưới, Lộ Tầm cùng Miêu Nam bắt thân ảnh bị kéo rất dài rất dài. Chương 273, Thiên địa một kiếm. Cầu Nguyệt Phiếu. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa. Không có bức có thể trang ngày, luôn là hưu nhiên nhi quá. Lộ tầm mấy ngày nay là ở phía sau núi thành thành thật thật nấu đồ ăn nấu cơm, buổi tối thì nhận lấy kiếm ý quốc roi. Tất nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ làm tiểu thiền nhi đến hắn phòng trong một chuyến, trợ hắn tu luyện, thế nhưng sẽ không thái quá thường xuyên. Triệu tuế hàng cùng tiêu nhiễm tại mấy ngày trước liền cáo từ, tại trước khi chia tay, sư đồ hai người đều đối lộ tầm phát ra thịnh tình mời, làm hắn có rảnh rỗi đến La Thiên Tông làm khách. Tại trước khi đi, triệu tuế hàn còn đưa lộ tầm một khối la thiên tông lệnh bài là nàng tư nhân lệnh bài thấy lệnh bài như thấy nàng bản nhân mà triệu tuế hàn làm la thiên tông thái thượng trưởng lão thân phận cùng địa vị đều rất đặc thù khối này lệnh bài phân lượng có thể nghĩ không hổ là mụ mụ phấn cấp cho liền cho tốt nhất về phần tiêu nhiễm thì là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình tự hồ có rất nhiều lâm lời nói khác muốn nói cuối cùng chỉ biến thành một câu lộ tầm sư thúc xin từ biệt chờ mong trùng phùng chuyện ra sao thế nào cảm giác ngươi này thái độ cùng Diệp Tùy An càng lúc càng giống. Ngươi đây là tại dần dần lá hóa a. Ngày hôm nay, cho phía sau núi đám người làm tốt sau bữa cơm chiều, lộ tầm tại phòng bếp nấu điểm đường phèn tuyết lê, cho Miêu Nam bắt cùng Tiểu Thiền Nhi làm ăn khuya. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, bởi vì hôm nay chính là kiếm ý cuốn thân ngày cuối cùng. Đêm đêm nay cho vượt đi qua, hắn liền có thể thu hoạch một điểm kiếm đạo tư chất, mỹ tư tư. Tiểu sư đệ, như thế nào còn không có hầm tốt. Hút lưu, miêu nam bắt lôi kéo lộ tầm ống tay áo nói tứ sư tỷ ngươi có thể hay không đừng mỗi lần ăn xong tay liền đem nước miếng lau trên người ta lộ tầm bất đắc dĩ nói ai ta vừa mới lại ăn tay sao miêu nam bắt chấn kinh ngươi ăn lộ tầm mặt xạm lại đợi đến đường phèn tuyết lê không sai biệt lắm làm xong lộ tầm phân phó nói a ta bây giờ trở về phòng tu luyện chính ngươi cùng tiểu thiền nhi phân ra ăn đi cũng đừng một người đã ăn xong a à. sao có thể a à? ta là trưởng bối ta còn có thể ăn một mình hay sao miêu nam bắt cảm thấy tức giận lộ tầm nhói một cái nàng cái mũi nhỏ nói ngươi sẽ ba miêu nam bắt nhẹ nhàng vỗ một cái bàn tay của hắn khó chịu nói không lớn không nhỏ ta là ngươi sư tỷ được 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 tứ sư tỷ khi tiểu sư đệ liền xin cáo từ trước lộ tầm cười hành lễ nói đi thôi đi thôi miêu nam bắt đã mồm miệng nước miếng lười nhát cùng hắn nhiều lời lộ tầm rời đi phòng bếp về sau liền trở về bên trong phòng của mình. Hắn nằm thẳng ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, lại để chính mình ổn định lại tâm thần, rất nhanh liền tiến vào trong mộng cảnh. Chẳng qua là lần này kiếm ý mộng cảnh, tự hồ cùng lúc trước đều không giống. Dĩ vãng kiếm ý mộng cảnh, chung quanh đều là đen kịt một màu, ở vào một loại hỗn độn hình, cho người ta một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác. Ngày hôm nay thì lại khác, lộ tầm thế nhưng thấy được hình ảnh. Hắn thấy được dãy núi, những này núi làm hắn cảm thấy đã lạ lẫm lại nhìn quen mắt đây không phải ma tông mấy ngọn núi sao? lộ tầm ngẩn người. chẳng qua là bây giờ xem ra, này mấy ngọn núi chưa đi qua người làm cải tạo, vẫn còn hoang dại trạng thái. trong đó, kia trụi lũi tiếp dẫn phong làm người khác chú ý nhất. nguyên lai like tiếp dẫn phong vốn là cùng thẩm diêm đồng dạng, là không có một ngọn cỏ a, lộ tầm cảm thấy kinh ngạc. chẳng qua là hiện tại tiếp dẫn phong đỉnh núi bị đại sư huynh một kiếm sang bằng, như là một thanh khổng lồ vô cùng võ kiếm, mộng cảnh này trong lại không phải như thế. sau đó hắn liền thấy một thân ảnh phóng lên tận trời, cầm kiếm dừng lại tại tiếp dẫn phong trước. Cái này người trung niên nam tử tướng mạo, hắn người cao thon, mày kiếm mắt sáng, trên người mặc một thân áo bào đen, trường kiếm trong tay như là ẩn chứa vô tận uy ác. Chính là Yến Ly cùng kiếm khí cận. Hắn phiêu lơ lửng giữa trời, đem kiếm khí cận nằm ngang ở trước người, nói, kiếm khí cận, ngươi nhất định phải đem ngọn núi này chém thành vỏ kiếm bộ dáng. Kiếm khí cận khẽ chấn động, tự như đang bày tỏ khẳng định trả lời chắc chắn nó cùng yến ly gần như là tâm ý tương thông yến ly tự nhiên có thể hiểu nó ý tứ hắn tiêu sái cười một tiếng nói để ngươi cùng võ kiếm cãi nhau hiện tại tốt đi còn muốn thay đổi biện pháp lấy lòng nó kiếm khí cận lại hơi chấn động một chút biên độ so lúc trước phải lớn hơn nhiều a à, ngươi còn có mặt mũi đã nói nam không cùng nữ đấu cãi nhau thời điểm ngươi không phải rất là uy phong sao yến ly dễu cật nói kiếm khí cận khó thở phát ra bén nhọn tiếng kiếm treo tựa như đang chửi đổng được được được, không chê cười ngươi. Ngươi nếu là tại nam nữ phương diện có thế có ta một nửa bản lãnh, cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Nói xong sau, tay hắn cầm kiếm khí gần, tùy ý hướng về phía trước vạch một cái, một đạo kiếm khí liền do này sinh ra. Sư lộ tầm trơ mắt nhìn đỉnh núi cứ như vậy bị san bằng. Đại sư huynh kiếm khí cùng kiếm ý mang đến cho hắn một cảm giác rất đơn giản, đó chính là mặc kệ thứ gì ngăn tại trước người, hắn đều có thể một kiếm trảm chi. Nói xác thực, san bằng đỉnh núi thì thật chỉ dùng nửa đường kiếm khí mà thôi. Còn lại nửa đường đến nay còn tồn tại đang tiếp dẫn phong bên trong, làm Ma tông hộ sơn đại trận vòng thứ nhất. Đang tiếp dẫn phong bị sang bằng trong nháy mắt, lộ tầm mộng cảnh liền phá toái. Hắn từ trên giường hoảng sợ ngồi mà lên, con mắt sáng tỏ. Loại này tiện tay một kiếm, Di Sơn đảo hải, hắn cũng là trong lòng mong mỏi. Ta khi nào mới có thể có như thế thực lực? Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi vỏ kiếm, nói: Nguyên lai like tiếp dẫn phong sở dĩ là cái này tạo hình, là kiếm khí cận tại lấy lòng ngươi a. À. Trên vỏ kiếm dây thường đen bay lên, sau đó hướng trên thân một quấn, quấn quanh lại với nhau, một bộ ta thẹn thùng, ta muốn đem mặt che lên đến bộ dáng. Nhưng mới qua không bao lâu, nó tự hồ là nhớ lại ngày bình thường cùng kiếm khí cận cãi nhau tràn cảnh, dây thường đen lại phiêu lơ lửng, dương nanh múa vuốt nhích tới nhích lui, tự như tại đếm kỹ tội của nó. Đem kiếm khí gần sau khi mắng xong, dây thường đen còn cọ cọ lộ tầm mu bàn tay. Tao trong tao khí ta ngày mai muốn hay không dẫn ngươi đi tàn sơn nhìn xem nó. Lộ tầm hỏi. Võ kiếm do dự chỉ chốc lát, sau đó dây thường đen lắc đầu. Nó cùng kiếm khí cận đều là chịu đựng năm tháng dài đằng đẵng cũng sẽ không hư hao chi vật, bởi vậy, bọn chúng chiến tranh lạnh kỳ. Bề ngoài như có chút dài. Đến đây kết thúc, trong vòng 30 ngày, kiếm ý cuốn thân vượt nhiệm vụ, đã toàn bộ hoàn thành. Lộ tầm trước mặt bắn ra nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở, hắn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Mà cùng lúc trước đồng dạng, mỗi một lần thu hoạch được kiếm đạo tư chất, đều có thể dẫn phát hoặc lớn hoặc nhỏ thiên địa dị tượng. Giờ này khắc này, từng đạo kim quang tại kiếm tâm bên trong hiện ra, bị kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cho điên cuồng hấp thụ. Nó cao tốc trung động, lại phát ra từng tiếng người bình thường căn bản nghe không được tiếng kiếm treo. Ngoài phòng, ngay tại ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn đường phèn tuyết lê lâm thiền đột nhiên đứng dậy. Người khác nghe không được, nhưng nàng có thể. Tiên sinh bản ngồi ở một bên, đang cùng miêu nam bắt treo gẹo, hướng nàng đòi hỏi một hơi đường phèn tuyết lê ăn, lại thảm tao cự tuyệt. Hắn thấy Lâm Thiền một mặt vẻ mặt kinh ngạc, cười khoát tay áo nói, ngươi lại ngồi xuống, không cần lo lắng. Miêu Nam bắt ngẩng đầu lên, hỏi, tiểu thiền nhi, ngươi thế nào? Lâm Thiền trên bàn viết, tiếng kiếm reo. Miêu Nam bắt buồn bực nói, cái gì tiếng kiếm reo, ta như thế nào không nghe thấy? Nàng quay đầu nhìn về phía Tam Sư Huynh Gia Cát Lai Phúc, nói, Tam Sư Huynh, ngươi có nghe thấy sao? Gia Cát Lai Phúc lắc đầu, nguyên lai liền hắn cũng chưa từng nghe thấy. Tiên sinh giải thích nói, là các ngươi tiểu sư đệ, trên kiếm đạo lại có đột phá. Thật đát. Miêu Nam bắt con mắt lập tức sáng lên. Theo nàng biết, lộ tầm mỗi lần tại kiếm đạo phương diện có chút đột phá, đều sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Hắc hắc, lại có náo nhiệt có thể xem lạc. Nàng ở trong lòng nói. Sự thật như nàng sở liệu, nàng rất nhanh liền nghe nàng có khả năng nghe thấy tiếng kiếm reo. Những này tiếng kiếm reo đến từ ma tông đệ tử bội kiếm. Mặc kệ là pháp kiếm vẫn là linh kiếm, đều phát ra trận trận kiếm minh ma tông kiếm tu các người chơi còn có chút không nghĩ ra đâu. Chuyện ra sao, ta kiếm thế nào bắt đầu kêu đâu. A à, trống. Ta kiếm hảo hưng phấn nói. Ta vừa mới nhìn thấy một vị nội môn sư huynh ngự kiếm phi hành, hắn cái kia thanh linh kiếm thế mà cũng chấn lên, hại hắn kém chút không có đứng vững, suýt nữa tạo thành tai nạn giao thông. Mà ma tông các đệ tử, kỳ thật sớm đã không thấy kinh ngạc. Tiểu sư thúc tổ nhanh như vậy lại có đại đột phá A. Hắc hắc, tiểu sư thúc tổ chính là lợi hại. Này quy mô, một lần sau một lần đại A. À. Nghe một đám ma tông các đệ tử miêu tả, sa điêu các người chơi mới hiểu được, một tiếng này thanh tiếng kiếm treo, cư nhiên là bởi vì tử điện đột phá. Một người đột phá, vạn kiếm triều bái. Lại có thanh thế như vậy. Đây không phải thế giới nhân vật chính là cái gì. Thẩm Diêm đợi người cởi mở tiếng cười rất nhanh liền truyền khắp toàn tông trên dưới. Ha 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 Trung khí mười phần, một hơi có thế cười rất lâu. Chúc mừng tiểu sư thúc. Tại Thẩm Diêm đợi người dẫn đầu dưới, một đám ma tông đệ tử lập tức lên tiếng nói, chúc mừng tiểu sư thúc tổ. Thanh âm liên tiếp, lại vượt trên tiếng kiếm reo. Mà sau đó một khắc, ma tông chư phong đỉnh núi, thế mà sương mù bay. Ngay từ đầu rất nhạt, sau đó càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Cực kỳ giống lộ tầm kiếm ý. Kiếm ý của hắn chính là như thế, như khói như sương, tại hắn đầu ngón tay quanh quẩn. Rất nhanh, ma tông chư phong chỗ đỉnh núi, đều bao phủ khởi một tầng sương mù, như là cho chúng nó che lên một tầng mạng che mặt. Mau nhìn, ngẩng đầu nhìn, có người lên tiếng kinh hô. Chung quanh không rõ ràng cho lắm ma tông đệ tử lập tức ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Bọn họ chỉ thấy không chỉ là đỉnh núi sương mù bay, liền không trung nơi thế mà cũng sương mù bay. Những này nồng vụ hội tụ vào một chỗ, cực kỳ giống một cái trực trùng vân tiêu, nối liền trời đất kiếm. Sương mù nổi lên bốn phía, thiên địa một kiếm. Cảm ơn thủ hộ giả đã bút ngay. Chương 274, kiếm chi dư vận. Nồng vụ hội tụ thành cử kiếm trực trùng vân tiêu, như từ phương xa nhìn lại, sẽ cảm thấy dị thường rung động. Vô số người chơi bắt đầu stream show cùng ghi chép khởi video, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhìn từ đằng xa lời nói, thật là có điểm hải thị thận lâu cảm giác. Này đặc hiệu cũng quá mạnh đi. Phương nào kiếm tiên tại đây hù người. Thái tương tương đứng ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn lên trời, kia một trương anh đào tiểu dương miệng thật to, đều có thể nhìn thấy cổ họng. Nàng chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Nhưng ở rung động sau khi, nàng lại cảm thấy có điểm đương nhiên chỉ có như thế hùng vĩ cảnh tượng mới có thể xứng với tốt như vậy xem người a lý tác nhạc tự lẩm bẩm cũng không biết ta chơi đến hậu kỳ có thể hay không có như vậy hiệu quả thật sự là lệnh người hướng tới a vương cương thiết dùng sức gật gật đầu trầm giọng nói ta cũng giống vậy tiêu quang minh ngồi xổm trên mặt đất trong mồm ngậm một cọng cỏ bởi vì ma tông không có cỏ đuôi chó hắn liền tùy tiện ngậm một điếu dù sao muốn chính là cái loại này dáng vẻ lưu manh luận điệu các ngươi nói này cỡ lớn vũ kiếm có thương tổn sao hắn mở miệng nói cái kia đơn giản a à, ngươi xông vào nồng vụ phạm vi thử nhìn một chút không phải tốt dù sao tối đa cũng chính là thiếu một lần phục sinh lý tác nhạc đưa ra đề nghị tiêu quang minh xoắn suýt một chút sau kiềm chế lại lòng hiếu kỳ trong lòng nói được rồi ta là cái thích khách ta thích khách trọng yếu nhất chính là bảo trì bình thản mà vừa lúc này một vệt kim quang tự ma tông nội môn phóng lên tận trời đó là một thanh ba thước thanh phong nó vòng quanh vụ kiếm bên ngoài dạo qua một vòng về sau liền bay trở về đến ma tông nội môn tiếp xuống một tiếng trung khí mười phần thanh âm vang lên tạ tiểu sư thúc tổ chỉ điểm ma tông chủ điện thẩm diêm đợi người ngồi cùng một chỗ mặt mỉm cười vừa mới là nhạc sư đệ đồ nhi a đây là nhìn tiểu sư thúc kiếm ý về sau có điều cảm ngộ đột phá ràng buộc đi thiên phú cũng không tệ tư mã thuyên nói nơi nào nơi nào cũng liền bình thường đi cùng tiểu sư thúc khẳng định là không cách nào sánh được ha ha nhạc hạt sơn đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn tâm tình không tệ, đặc biệt trắm thúi. Tiếp xuống, ma tông nội môn khoảng chừng 5 vị kiếm tu quan sát thiên địa này một kiếm sau lòng có cảm giác, tại chỗ đột phá. Mà càng nhiều thì là có một chút tiểu cảm ngộ, mặc dù không thể trực tiếp đột phá, nhưng đối tự thân cũng là rất có giúp ích. Có lẽ tinh tế tiêu hóa qua đi, cũng có thể nâng cao một bước. Một cái tiếp một cái ma tông đệ tử hướng về đạo này vụ kiếm xoay người cuối người, trong miệng thì lớn tiếng nói, tạ tiểu sư thúc tổ chỉ điểm. Mặc kệ đạo này vụ kiếm là lộ tầm cố ý gây nên, vẫn là vô tình gian sinh ra, bọn họ đã nhận được chỗ tốt, tự nhiên cần nói lời cảm tạ. Đây là tại đưa ma tông kiếm tu các đệ tử một trận tạo hóa A. Chỉ tiếc một bọn ngoại môn đệ tử thấy rơi vào trong sương mù, bọn họ là thật tại ngắm hoa trong màn sương, bằng vào bọn họ cảnh giới, này trùng thiên kiếm ý cách bọn họ quá mức xa vời, căn bản nhìn không ra trong đó môn đạo tới. Lần này thiên địa dị tượng, đối với cái loại này đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh kiếm tu, trợ giúp là lớn nhất. Này một mảnh đồng vụ kéo dài đến nửa giờ, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, tựa như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng ma tông đệ tử cùng ma tông các người chơi, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều rất khó quên tình cảnh vừa nãy. Ma tông phía sau núi, tiểu thư trai bên trong. Lộ Tầm chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn có thể cảm giác được, chính mình kiếm tâm có biến hóa rõ ràng. Kiếm tâm thông minh đã tới đại viên mãn cảnh. Mà kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm mặc dù theo vẻ ngoài nhìn lại không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, thậm chí trở nên càng nội liễm nhưng nội tại ẩn chứa lực lượng lại thượng một bậc thang hắn hôm nay đối với bình thường kiếm tu áp chế đã trở nên đáng sợ hơn lúc trước nếu như tại cảnh giới không sai biệt lắm tình huống dưới không có kiếm tâm người ở trước mặt hắn liền kiếm đều không rút ra được mà bây giờ chỉ có kiếm tâm đều không nhất định đủ chưa nói ít cũng muốn mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý mới được càng trực quan đột phá còn biểu hiện tại kiếm ý phương diện hắn kiếm ý cũng đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới phải biết lộ tầm kiếp trước cỡ lớn, táo bạo đại bổng hiệp, tại mắt cấp về sau, tại cung đạo phương diện cũng kém không nhiều chính là loại cảnh giới này. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp phải kiếp trước tiến độ. Lộ tầm ở trong lòng nói. Hắn mở ra chính mình nhân vật bản, nhìn bản tin tức thượng viết kiếm đạo tư chất sáu, mặt trên lộ ra vui vẻ tươi cười. Hắn phủ thêm ngoại bào, đi ra gian phòng, phát hiện đại gia chính ngồi ở cửa ra vào chờ hắn. Chúc mừng tiểu sư đệ. Gia Cát Lai Phúc mở miệng cười nói. Không có gì, vẫn còn là may mắn mà có đại sư huynh tương trợ. Lộ tầm đi theo cười. Miêu Nam bắt nâng lên đầu, một đôi lỗ tai mèo theo động tác của nàng ngã về phía sau, mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi vừa mới đã dẫn phát cỡ lớn thiên địa dị tượng, ngươi biết không? Thật sao? Lộ tầm còn thật không biết. Hắn vụng trộn mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua, nhìn diễn đàn thượng phô thiên cái địa bài bột, không khỏi hít sâu một hơi. T, lần này đột phá, động tĩnh như vậy lớn sao? Hắn cảm thấy kinh ngạc diễn đàn thượng các người chơi đều đã nghị luận điên rồi. Tử điện đám fan hâm mộ càng thực tại luận đàn trong ngao ngao trực khiếu, vì hắn suy hư. Phóng nhãn nhìn lại, tự như là mời thủy quân tự như. Tất nhiên, bọn họ đều là tử điện nước máy, là tự phát tổ kiến, suy tử tiểu tổ, trong đó, hắn bộ phận hầu kiếm đồng tử nhảy nhót nhất hoang. Hiện tại đừng nói là người chơi bình thường nhóm, liền tuyệt đại đa số game thủ chuyên nghiệp, đều đối thái tương tương đợi người biểu thị ghen tị. Có chút game thủ chuyên nghiệp mặc dù bái đại tu hành giả vi sư, thậm chí không thiếu để thất cảnh thậm chí để bắt cảnh tu hành giới cự kình có thế tử điện tồn tại cảm thật sự là quá cao lại thêm hắn kia gần như là thực chủ y thế giới nhân vật chính thân phận có thể nghĩ cùng hắn đáp lên quan hệ về sau trò chơi con đường hẳn là sẽ thực thuận đi lộ tầm đóng cửa diễn đàn về sau ngay tại lâm thiền ngồi xuống bên người hắn bây giờ khí tức còn chưa hoàn toàn nội liễm vừa làm đột phá khí tức hơi có vẻ hỗn loạn cho nên tại lâm thiền trong mắt không thể nghi ngờ là kiếm thái lộ ra nàng ngồi tại lộ tầm bên cạnh cố nén đem ngón tay đâm đâm một cái sư phụ xúc động căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn cho lộ tầm châm trà lộ tầm đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu nói làm sao vậy ngươi thật giống như có chút khẩn trương ai ngờ bàn tay của hắn vừa chạm đến lâm thiền nàng liền toàn thân rung lên tốt thật thoải mái a à? lâm thiền ở trong lòng nói trời sinh kiếm thai cùng kiếm tiếp xúc thân mật khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút phiếm hồng vội vàng lắc lắc chính mình tay nhỏ ra hiệu chính mình vô sự đợi đến lộ tầm khí tức hoàn toàn nội liễm về sau, Lâm Thiền mới thở dài một hơi, đã không còn cái loại này bị mãnh liệt hấp dẫn cảm giác. Miêu Nam bắt ngồi tại lộ tầm đối diện, hai cái tay nhỏ nâng một viên quả táo lớn, chính ăn vui vẻ. Nàng nhìn một chút lộ tầm, mắt to có chút nhất chuyển, này gây sự quỷ trong lòng liền có tân chủ ý. Tiểu sư đệ, ngươi này vừa đột phá, muốn hay không tứ sư tỷ cùng ngươi luận bàn một chút. Miêu Nam bắt đề nghị. Chương 275, Ma Tông Manh vật hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến lộ tầm đón miêu nam bắt ánh mắt phát hiện trong ánh mắt của nàng ngoại trừ có chút đùa bẩn vẻ mặt bên ngoài vẫn là có mấy phần chiến ý xem ra tiểu lô ly cũng không chỉ là tại làm loạn nàng cũng là thật sự có chút ngứa tay lộ tầm nhìn một chút tiên sinh lại nhìn một chút tam sư huynh gia các lai phúc phát hiện hai người này đều không có ngăn cản ý tứ đoán chừng cũng muốn xem cái náo nhiệt lộ tầm cười cười nói tứ sư tỷ có thể là có thể bất quá tứ sư tỷ bây giờ là gì cảnh giới ta nha ta đã một chân bước vào đệ lục cảnh á miêu nam bắt kia một đôi lỗ tai mèo tả hữu lay động một cái rõ ràng có chút đắc ý đừng nhìn nàng suốt ngày trừ ăn ra chính là ngủ tỉnh dậy thời điểm còn luôn là ngẩn người ăn tay tay nhưng tu vi hoàn toàn chính xác có tại tiến bộ như đột phá tới đệ lục cảnh vậy thật coi là một phương cường giả lộ tầm nhìn nàng kia dương dương đắc ý biểu tình gian tay ra nói có thế sư đệ bất quá đệ nhị cảnh tu vi tứ sư tỷ đây không phải khi dễ người sao hứ ta đây đem tu vi áp chế ở cùng ngươi cùng cảnh không là tốt rồi a à nàng lay động một cái cổ tay trên chung, nói, tiểu sư đệ ngươi yên tâm, sư tỷ là sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Cũng không thấy ngươi chỗ nào lớn, lộ tầm ở trong lòng nhã rảnh, ngoài miệng lại nói, tứ sư tỷ, ngươi xác định. Hắc hắc, nếu như ngươi muốn để ta đem tu vi ép tới so ngươi thấp một chút, kỳ thật cũng là có thể, hừ. Miêu Nam bắt đứng trên ghế, hết chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực nhỏ, đặc biệt trắm thúi. Thế thì cũng không cần. Lộ tầm đứng dậy, hướng Miêu Nam bắt chắp tay nói, tứ sư tỷ, xin chỉ giáo. Miêu Nam bắt nhảy xuống cái ghế, đem chính mình tu vi áp chế đến đệ nhị cảnh sơ kỳ, sau đó trên hai cổ tay chung hiện lên một vệt kim quang, biến thành hai cái tiểu đoạn đao. Tam sư huynh gia các lai phúc ngồi ở đằng kia, kia một trương mặt xấu thượng lộ ra nụ cười ấm áp, nói, vậy thì do ta tới làm trọng tài đi. Miêu Nam bắt nâng lên hai cái đoạn đao, đoạn đao giao kích cùng một chỗ, đánh ra một tiếng to rõ tiếng vang về sau, nói, tiểu sư đệ, cẩn thận lạc. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Vô thanh vô tức, mèo loại vốn là linh hoạt không chỉ không âm thanh vang hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn phải biết mèo có thể có thể đem rắn cho đùa bẩn bàn tay ở giữa nhưng này không làm khó được lộ tầm nếu như cảnh giới trên có áp chế lời nói ta còn thực sự không cách nào phát hiện nhất cử nhất động của nàng nhưng cũng may cảnh giới tương tự mà ta lại có ba điểm tinh thần lực gia trì lộ tầm hiểu ý cười một tiếng thần trí của hắn cường độ không phải bình thường đệ nhị cảnh người tu hành có thể sánh ngang thậm chí so rất nhiều đệ tam cảnh người tu hành còn mạnh hơn đến rồi. Lộ tầm ở trong lòng nói. Phấn son, trong nháy mắt liền thi triển ra, màu mực khí lưu tại hắn quanh thân hội tụ, lại chuẩn xác ngăn cản tại miêu nam bắt đao tiền. Đao của nàng, khoảng cách lộ tầm phần hông chỉ có xa nửa mét. Tiểu lô ly vốn là góc dáng thấp, cho nên nàng hướng về phía trước chém ngang lời nói, không sai biệt lắm chính là vị trí này. Còn tốt nàng không có la câu kia thường nói, lão nương một đao chém ngươi đầu. Lộ tầm còn có công phu ở trong lòng treo gẹo. Tiên sinh bản ở một bên có chút hăng hái quan sát, thẳng đến lộ tầm thi triển từ hắn sáng tạo phấn son về sau khóe miệng có chút co lại khi thủy mặt sắc khí lưu bất kể lúc nào quan sát đều cảm thấy rất có ý cảnh cùng mỹ cảm lại phối hợp lộ tầm dung nhan tuyệt thế thật sự như là một cái từ trong tranh đi ra nam tử tuấn mỹ đến không giống chân thực tồn tại đồng dạng tứ sư tỷ coi chừng lạc lộ tầm ngón tay chỉ về phía trước liền có vài đạo kiếm khí bắn ra từ hắn lấy thân luyện kiếm về sau kiếm khí rời thân thể một chiêu này dùng càng phát ra thông thuận nếu như nói, trước kia kiếm khí rời thân thể, tốc độ vì một, như vậy hiện tại nói ít là 1.5. Chả lẽ lại sợ ngươi? Miêu Nam bắt nải hung nảy hung, cũng không tránh né, trực tiếp nghênh kiếm. Nàng song đao phát ra một hồi thôi sáng đao mang, trực tiếp bóp nát kiếm khí. Lộ tầm suýt nữa quên mất, Miêu Nam bắt đao pháp có cái rất buồn cười tên, gọi Tam Cước Miêu. Mỗi ba đao một cái tuần hoàng, một đao sau một đao mạnh, sau đó bắt đầu điệp ra. Giả thiết đao thứ nhất chuyển vận vì một, đao thứ hai tối thiểu có 1.5, đao thứ ba thì tại hai trở lên. Mà theo thứ tư đao bắt đầu chính là mới tuần hoàng, có thế mở đầu giá trị không còn vì một mà là 1.5. Bởi vậy, mặc dù nàng chuyển vận chợt cao chợt thấp, nhưng trên tổng thể đến xem, vẫn là tại tầng tầng tiến dần lên. Hơn nữa miêu Nam Bắc là có luyện ở dưỡng đao thuật, lại cấp bậc khẳng định so lộ tầm cao. Bởi vậy, đao khí của nàng bá đạo mà mãnh liệt, phi thường khủng bố. Cũng may lộ tầm ngoại trừ gây dưỡng kiếm thuật bên ngoài, kiếm khí còn có còn lại tăng thêm, nhưng cũng không tiện cùng nàng đánh lâu. Muốn tốc chiến tốc thắng. Lộ tầm ở trong lòng làm ra quyết định. Ống tay áo của hắn hướng về phía sau vung lên, đại lượng kiếm khí như vậy sinh ra. Mấy chục đạo kiếm khí tại hắn xung quanh vần quanh, mà phấn son, khí lưu cũng trở nên càng phát ra đông đúc, cùng kiếm khí cuốn giao lại với nhau. Mực khí như nước, kiếm khí trục lưu. Hơn nữa bọn chúng cũng không phải là không có quy tắc vần quanh, mà là tại tạo thành kiếm trận. Đây là kiếm trận, phấn son, kiếm khí ba hợp một trong đó thao tác cực kỳ tinh tế, nếu không phải lộ tầm thần thức cường đại, hắn căn bản là không có cách làm được điểm này. Trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm khí cuốn tới. Miêu Nam bắt lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Nàng nãy hung nãy hung đến lớn tiếng nói, chém. Song đao hướng về phía trước chém vào, đao khí hợp hai làm một. Dài mấy chục thước đao cương nên hướng làm cho người ta hoa mắt kiếm khí. Lộ tầm mỉm cười, ở trong lòng nói, mắc câu rồi. Hắn có chút há mồm, phát ra một tiếng vang nhỏ, bung. Nghịch thượng cổ ngũ hành kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận từ ngũ hành tương sinh, nhanh chóng chuyển biến làm ngũ hành tương khắc. Mấy chục đạo kiếm khí bắt đầu lẫn nhau bài xích, sau đó trong nháy mắt nổ bể ra đến. Bạo loạn khí lưu hướng bốn phía càng quét, trong nháy mắt liền xé rách miêu nam bắt đao cư. Lộ, đạn hạt nhân kiếm tiên tầm thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Miêu nam bắt bén nhảy phát hiện điểm này, lại ở trong lòng đoán chừng, tám thành là ở phía sau. Nàng vung đao hướng về phía sau, Ai ngờ nàng vừa mới chuyển thân, cái mông nhỏ liền bị lộ tầm vỏ kiếm cho nhẹ nhàng chụp đánh một cái. Ba. Cái mông nhỏ thượng mông thịt hơi chao đảo một cái. Lộ tầm lại trực tiếp xuyên qua đao cương cùng kiếm khí sinh ra dư ba. Người bình thường đều sẽ cảm thấy lúc này sẽ ở sau lưng đánh lén, hắn hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Dù sao hắn đã luyện thể chút thành tựu, lại thêm phấn son và bảo hộ, ngoại trừ có chút ít đau bên ngoài, cũng sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương. Tứ sư tỷ là ta thắng. Lộ tầm cười nói. Miêu Nam bắt bưng chính mình cái mông nhỏ, nhảy dựng lên muốn cào hoa lộ tầm mạch, tức giận nói, ngươi, ngươi vô lại. Này làm sao liền vô lại rồi. Sư đệ ta đều không có đánh lén ngươi, ta là quan minh chính đại theo chính diện xuất kích, là chính ngươi có sai lầm dự đoán. Lộ tầm lùi về phía sau mấy bước, tránh đi phát điên bên trong tiểu lô ly. Hắn thấy, hắn trộn đi tại nổ hạt nhân trong lúc đó, thắng được gọi là một cái quan minh chính đại. Không được. Ba cục hai thắng. Ta vừa mới là cố ý để ngươi. Miêu Nam Bắc cảm thấy chính mình có điểm mất mặt, rất muốn nhảy dựng lên nện bộ ngực hắn A. Có thể. Lộ tầm sản khoái đáp ứng. Hắn cũng đúng lúc muốn nhìn một chút chính mình lần này đến tục cùng tiến bộ bao nhiêu, mà Miêu Nam Bắc không thể nghi ngờ là đúng vậy bồi luyện. Thứ hai chiến hết sức căng thẳng, tiểu lô ly trở nên nghiêm túc một ít, nàng muốn đem chính mình vừa mới vứt bỏ mặt mũi hết thảy kiếm về. Nàng nâng tay phải lên nhẹ nhàng lau một chút chính mình ấn đường, chỗ mi tâm nổi lên một đạo màu xám đen ấn ký. Ấn ký như là màu đen thần ấn, mà nó trên thực tế thì làm miêu nam Bắc yêu văn. Rất rõ ràng, tiểu lô ly lần này là thật muốn làm thật. Mà tại nàng song đao phía trên, cũng lần đầu sinh ra đao ý. Đao của nàng ý như là ngọn lửa màu đen. Tiểu sư đệ, ta nghiêm túc. Miêu nam bắt thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Lộ tầm lần này cũng không dám kinh thường, hắn nhìn ra được, lần này thắng bại, có lẽ chỉ ở mấy chiêu trong lúc đó một đạo vô cùng ngưng thực kiếm khí tại đầu ngón tay hắn sinh ra này một đạo kiếm khí lân cận hồ tại dành thời gian hắn một nửa linh lực mà này một đạo kiếm khí cực kỳ giống một cái hơi mờ kiếm mà kiếm ý cũng trong nháy mắt này quấn quanh ở kiếm khí bên cạnh khiến cho đạo này hơi mờ kiếm ý bên cạnh có nồng vụ hội tụ từ xa nhìn lại lộ tầm tựa như là cầm một cái từ khí cùng sương mù tạo thành trường kiếm đến rồi lộ tầm ở trong lòng nói hắn rút kiếm mà lên kiếm khí cùng đao khí giao kích kiếm ý cùng đao ý cuốn dao sau đó, hai người cùng nhau lui lại một bước. Mà nhưng vào lúc này, một đạo mèo trạng hư ảnh không biết từ chỗ nào sinh ra, tại cái này khoảng cách đánh úp về phía lộ tầm phía sau lưng. Ha 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 ha. Tiểu sư đệ ngươi thua á. Miêu Nam bắt đắc ý kêu to. Thế nào biết? Bành. Bóng đen thật đụng vào lộ tầm trên lưng, sau đó trực tiếp đâm cháy, hóa thành một đoàn hắc vụ. Lộ tầm chẳng qua là không có đụng một cái lão đảo, bằng vào cường hãn thể phách, căn bản liền không bị tổn thương trực tiếp liền chống đỡ được miêu nam bắt thấy không có đắc thủ tiểu trong lòng tiểu nhân chậm chạp toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi làm sao có thể nàng nào biết được nàng tiểu sư đệ đã thành một cái trung phẩm linh kiếm trừ phi nàng lần này đánh lén ẩn chứa có thể tại linh kiếm thượng toát ra một lỗ hổng lực lượng nếu không lộ tầm căn bản sẽ không bị thương bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ miêu nam bắt vì che giấu chính mình bối rối cùng xù lông con mèo bắt đầu tiếp tục tiến công nàng thôi sáng đao khí trở nên càng phát ra cuồng bạo mà kia như ngọn lửa màu đen đao ý cũng càng phát ra nồng đậm. Lộ tầm không dám kinh thường. Hắn kiếm khí cùng kiếm ý tại lúc này cũng tiến vào trạng thái toàn thịnh, trong cơ thể linh lực gần như là hoàn toàn rút khô, chuẩn bị tiến hành chính mình một kích mạnh nhất. Một người một mèo giờ phút này đều có nhất chiêu phân thắng thua ý tứ, cũng không ham chiến. Mà làm lộ tầm cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, tại lúc này lại không giải thích được phấn khởi. Nó cao tốc chấn động, lại phát ra từng tiếng dân trào tiếng kiếm reo nó cùng lộ tầm tâm ý tương thông, lộ tầm tại này kiếm minh thanh bên trong, lại nghe được chiến ý. PS, đề cử một bản sách mới, ta là thần thoại sáng thế chủ. Mọi người đều biết, ta tại tác giả trong vòng cũng là mị lực bắn ra bốn phía đại soái bức, tác giả này là ta hậu cung đoàn bên trong một viên, cho nên mãnh liệt tiến cử lên hắn tân tác, đây là thật, đi giao dịch. Chương 276, nghe tiên sinh kể chuyện xưa. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm biểu hiện, rõ ràng khác với lúc đầu. Lúc trước nó chỉ có tại đối mặt kiếm tu lúc, mới có thể nguyện ý ra một phần lực ngày bình thường lười nhác muốn chết hơn nữa có vẻ như cũng không có gì tác dụng bởi vậy lộ tầm đối với nó định vị vẫn luôn là khắc chế kiếm tu thần khí trừ ra kiếm tu bên ngoài nó tại đối địch phương mặt tác dụng vẫn là đối lập nhau có hạn hôm nay đây là thế nào như thế nào còn chủ động xin đi rồi lộ tầm có chút buồn bực miêu nam bắt thế nhưng là đường đường chính chính đao tu tu vẫn là yêu đao đừng nhìn nàng ngày bình thường thực không đáng tin cậy dáng vẻ nhưng đối đao lĩnh ngộ vẫn là không thể khinh thường. Không nói những cái khác, bây giờ lộ tầm đã là kiếm ý tiểu viên mãn trạng thái, có thế Niêu Nam bắt đao ý rõ ràng còn còn cao hơn hắn một cái cấp bậc. Mặc dù không đến mức nói là đại viên mãn, nhưng cũng so lộ tầm hơi cường. Theo lý thuyết, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm sẽ không có quá nhiều hiệu quả, nó cũng không nên như thế phấn khởi mới đúng. Chẳng lẽ lại là bởi vì lần đột phá này, cho nó mang đến thay đổi. Hẳn là như vậy, cũng không thể là tiểu kiếm này xem tiểu lô ly khó chịu, nghĩ gọt nàng hai lần a nếu thật là như vậy, lộ tầm là không cho phép. Không lớn không nhỏ. Miêu Nam Bắc, ta khi dễ một chút là được rồi, người khác nghĩ khi dễ, khó mà làm được. Giờ này khắc này, lộ tầm nên hướng Miêu Nam Bắc dùng hết toàn lực một đao, tại sử xuất kiếm khí cùng kiếm ý đồng thời, thăm dò tính điều bỗng nhúc nhích tiểu kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng. Sau một khắc, con ngươi của hắn chỗ sâu, như biến thành ám kim sắc. Từ xa nhìn lại, lại cho hắn kia xuất trần bề ngoài bên trong, bằng thêm một mạc uy nghiêm. Như cổ thần trong mắt hắn, miêu nam bắt đao ý tại lúc này là như vậy rõ ràng. Bọn chúng không còn là từng đóa từng đóa thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, mà là có này mạch lạc. Những này mạch lạc liền như là một đạo lại một đạo dây nhỏ. Mà kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, không kịp chờ đợi muốn bổ về phía bọn chúng. Chặt đứt những dây nhỏ này. Lộ tầm kiếm khí cùng miêu nam bắt đao cương giao kích cùng một chỗ, kiếm ý cùng đao ý khó bỏ khó phân. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn tâm niệm vừa động, trong tay trái tựa như liền có một cái vô hình chi kiếm hắn nhẹ nhàng vung lên mặc dù không cách nào đem những dây nhỏ này hết thảy chặt đứt nhưng cũng chặt đứt một bộ phận trong nháy mắt miêu nam bắt tại đao ý thượng ưu thế không còn sót lại chút gì lộ tầm cầm kiếm khí hướng về phía trước từng bước ép sát đem đao cương cùng đao ý không ngừng nghiền nát cuối cùng ngón tay dừng lại tại miêu nam bắt trên đầu không hắn vung về phía trước một cái bàn tay tại miêu nam bắt trên đầu phương xẹt qua miệng trong liền nói ôi không có đánh trúng đây là tại khi dễ nàng thấp đâu Miêu Nam bắt trong nháy mắt tức giận đến nhảy dựng lên, cùng chỉ gấu túi đồng dạng, hai tay hai chân vây quanh lại lộ tầm cánh tay, sau đó mở ra miệng nhỏ, cắn một cái đi lên. Lộ tầm một bên giả bộ như rất đau đồng dạng kêu to, một bên dùng sức thôi tán nàng. Trên thực tế lấy hắn thể chất, trong lòng còn ẩn ẩn lo lắng, tiểu lô ly có thể hay không dập đầu răng. Cứ như vậy, luận bàn lấy nháo kịch hình thức kết thúc. Mà trên thực tế là bởi vì lộ tầm biết miêu nam bắt hài tử tính tình, thua có thể sẽ cảm thấy thật mất mặt, có thể tự bế rất lâu, liền cố ý chọc giận nàng, làm nàng làm loạn một hồi. Có thể nói là thực sủng. Giờ này khắc này, hắn một bên ngay trước diễn viên, cho tiểu lô ly phát tiếp cảm xúc, một bên thì tại tinh tế quan sát đến kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Xem ra, lần này nhận được tăng lên về sau, nó thật sự có mới công năng. Tâm kiếm trảm tâm. Nó có thể thực trực tiếp đối ý, tạo thành tổn thương. Không cực hạn tại kiếm ý, liền đao ý đều được. Đôi này lộ tầm tới nói, không thể nghi ngờ là một hạng thu hoạch khổng lồ. Cho nên, lòng mang vui sướng hắn, làm cho càng mừng hơn. Ngao tứ sư tỷ ngươi cho ta há mồm a. À. Đau chết mất. Hắn diễn tặc hăng say. A a a a. Ta cắn chết ngươi. Miêu Nam bắt đem hắn ngã nhào xuống đất thượng, một trận trắng loạn như nổi điên mèo hoang. Tiên sinh ngồi ở đằng kia, nhìn trên đồng cỏ cúc thành một đoàn hai cái đệ tử, hai đầu lông mày mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ. Đi qua như vậy nháo trò, Miêu Nam bắt quả nhiên không còn cách nào khác không phải sao hiện tại chính ngồi ở lộ tầm trên bờ vai la hét cùng đi hái quýt đâu hậu sơn thượng cây ăn quả có không ít lại hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm thần kỳ tiểu công hiệu cây kia cây táo quả táo có thể khôi phục người tinh khí thần mà quýt cây quýt có thế bổ sung thể lực đối với phàm nhân cùng đê giai người tu hành tới nói đây đều là không thể không đạt được nhiều linh quả nhưng đối với hậu sơn mọi người tới nói cũng chính là việc nhà hoa quả mà thôi hái được một cái rổ nhỏ quýt về sau hậu sơn đám người liền ngồi vây quanh tại trong rừng trúc nhỏ bắt đầu quyết lời nói rẻ. Đại gia vừa ăn quyết, một bên nói chuyện phím, chủ yếu là nghe tiên sinh kể chuyện xưa. Tiên sinh đến tột cùng bao lớn tuổi rồi, này vẫn là bí mật. Dựa theo hắn cách nói, chính hắn đều quên chính mình đến tột cùng sống bao lâu. Mà tại hắn này dài dằng dặc nhân sinh trong, tự nhiên từng có đại lượng kỳ văn việc ít người biết đến. Ngẫu nhiên nói một chút như vậy, tất cả mọi người có thể nghe được say sưa ngon lành. Giờ phút này, Lâm Thiền ngồi tại lộ tầm bên người, Miêu Nam bắt hai tay ôm lấy lộ tầm cổ, treo ở hắn trên người. Lộ tầm lột ra một cái quyết, đem nửa cái đưa cho Lâm Thiền, mặt khác nửa cái trực tiếp tay dơ lên, nhét vào miêu nam bắt miệng nhỏ trong, đem nàng miệng nhỏ cấp tắt tràn đầy. Cùng hưởng ân huệ. Tiên sinh chính mình một bên vĩnh lên tay hoa, một bên lột quyết. Hắn mỗi lần nói chuyện xưa, nội dung đều là tùy tiện nói, nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu, lại thường xuyên nói câu trên liền không có đoạn dưới, dùng hắn lại nói, đó chính là sống quá lâu, quên. Lúc này, tại hậu sơn nuôi thả linh quả quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, sau đó rơi vào lộ tầm bên chân, nhìn chầm chầm hắn ngay tại lột quyết. Lộ tầm đem quyết bẻ thành hai nửa, đưa cho miêu nam bắt cùng lâm thiền về sau, suy tính mấy giây, thăm dò tính hướng linh quả ném một mảnh vỏ quyết. Linh quả ngốc đầu ngốc não tiến tới mổ một chút, sau đó liền tức giận đến vùng vẫy cánh bay mất. Gà bẻ. Trời hạn gặp mưa lạnh. Lộ tầm ngón tay khẽ động, một tấm vải điều liền bay lên, đem linh quả miệng quả đen cho trói lại. Tiên sinh nhìn linh quả, ánh mắt nghiền ngẫm tự hồ gợi lên điểm hào hứng mỉm cười nói hôm nay liền cho các ngươi nói một chút vô kỳ sơn chuyện đi có lẽ là bởi vì linh quả đến từ vô kỳ sơn hắn mới có thể nói về vô kỳ sơn chuyện đi lại nói này vô kỳ sơn tại cách đây mấy năm kỳ thật cũng không phải là cái tu ma môn phái nói xác thực ban đầu vô kỳ sơn liền tu hành môn phái cũng không bằng tiên sinh nói xong ban đầu vô kỳ sơn là cái giang hồ môn phái điểm này lộ tầm kỳ thật cũng là biết được có vô kỳ sơn người chơi đem tông môn bối cảnh phát đến diễn đàn trải qua. Bảy đại tông môn trong, ngoại trừ vô kỳ sơn bên ngoài, mỗi một cái tông môn khai phái tổ sư, đều là từng tại trong giới tu hành quát tháo phong vân, bi danh hiển hách nhân vật. Chỉ có vô kỳ sơn, khai phái tổ sư bất quá là cái giang hồ hiệp khách, dựa theo trong chốn võ lâm thực lực phân chia, hắn liền tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới, chẳng qua là hậu thiên kỳ đỉnh phong, trong giang hồ cũng chỉ có thể coi là nhị lưu cao thủ. Nói xác thực, vô kỳ sơn trước tam đại trưởng môn, đều là phàm nhân mà Vô Kỳ Sơn về sau phát triển, liền muốn theo nó tứ đại tổ sư nói đến. Này đệ tứ đại tổ sư, thân phận vẫn luôn thần bí, liền Vô Kỳ Sơn các người chơi, đối với hắn cũng biết rất ít. Bởi vậy, Lộ Tầm cho rằng, tiên sinh kế tiếp giảng chuyện xưa, hẳn là theo Vô Kỳ Sơn kia thần bí nhất tứ đại tổ sư nói đến. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, tiên sinh ăn một quyết về sau, liền từ từ mở miệng nói. Vô Kỳ Sơn chuyện xưa, muốn theo nó tam đại trưởng môn bắt đầu nói lên, cũng chính là theo nàng bắt đầu, Vô Kỳ Sơn vận mệnh bắt đầu thay đổi. Đúng lúc này, lộ tầm phát hiện, nguyên bản đã bay xa linh quả không ngờ bay trở về, rơi vào trên cây trúc. Chương 277, lại thấy phục bút. Lộ tầm ngẩng đầu nhìn về phía rơi vào một cái dài nhỏ trên cây trúc linh quả, thấy nó vẫn như củ ngốc đầu ngốc não, cùng Pokemon, trong có thể đạt tới việc tựa như. Quả loại trong mắt rất đen, linh quả con mắt càng là cái loại này tỏ ra rất thâm thúy đen. Loại này con mắt rất khó coi ra bao nhiêu cảm xúc, lại phối hợp thêm nó một mặt ngốc trệ biểu tình, nhìn càng choáng váng hơn. Vô Kỳ Sơn công pháp tồn tại thiếu hụt, mặc dù giai đoạn trước tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng tất cả mọi người lại biến thành mặt đơ. Ta này tiểu quả quả đến tự Vô Kỳ Sơn, như thế nào cảm giác cũng là trương mặt đơ, mỗi giờ mỗi khắc nhìn đều giống như cái ngốc bức. Lộ Tầm ở trong lòng nói, có thế linh quả tự nhiên không có khả năng tu luyện qua công pháp, bởi vậy, Lộ Tầm đem này quy kết làm nó khả năng thật là cái ngu ngơ. Tiên sinh bản dục tiếp tục nói có quan hệ với Vô Kỳ Sơn chuyện xưa, hắn lúc này cũng chú ý tới linh quả bay trở về, liền ngẩng đầu nhìn nó một chút, khóe miệng mỉm cười, tiếp tục nói. Vô Kỳ Sơn đời thứ ba trưởng môn, tên là Lý Hoang Hoang, là đời thứ hai trưởng môn dưỡng nữ, một cái yêu cười nữ hài. Miêu Nam Bắc vừa ăn lộ tầm lột quyết, một bên đánh gãy tiên sinh mà nói nói, tiên sinh, làm sao ngươi biết nàng là cái yêu cười nữ hài? Đã có tuổi tiểu thí hài chính là như vậy, thích nghe chuyện xưa, nhưng lại muốn ngụy trang thành chính mình không thích nghe tiểu đại nhân bộ dáng, liền rất thích chất vấn tính chân thực. Tiên sinh cười cười, cũng không nổi giận, một bên vẽn lên tay hoa lục quyết, một bên nói, tự nhiên là có người nói cho ta biết. Lộ tầm nâng tay phải lên, đem nửa cái quyết nhét vào miêu nam bắt trong miệng, nói, đừng ngắt lời. Ngô. Ngồi tại trên vai hắn miêu nam bắt miệng nhỏ bị bỏ vào tràn đầy, tức giận đến vồ một hồi lộ tầm tóc. Tiên sinh cúi đầu, nhìn trong tay lột một nửa quyết, ánh mắt tựa như không có tiêu cự, bắt đầu tiếp tục nói. Rất rõ ràng, tiên sinh là một cái xứng chức thuyết thư người. Chẳng trách miêu nam bắt nói, tiên sinh xuống núi vui đùa thời điểm, nếu là thực sự nhàm chán liền sẽ đi trong tử lâu nên nói sách tiên sinh hắn sinh động như thật nói một cái rất đơn giản chuyện xưa vẫn là một cái tình yêu chuyện xưa tất nhiên tựa như là phần lớn tình yêu chuyện xưa đồng dạng chuyện xưa phần cuối là lấy đi kịch kết thúc công việc chuyện xưa đại khái nội dung chính là một cái giang hồ nữ tử ngẫu nhiên gặp người tu hành hai người hổ sinh tình cảm nhưng lại từ đầu đến cuối không có cùng một chỗ sau trời xuôi đất kiến hai người ngăn cách lưỡng địa mà vị này giang hồ nữ tử chính là lý hoang hoang Lý Hoang Hoang không có tư chất tu hành, vị này người tu hành liền đi khắp đại giang Nam Bắc, vì nàng tìm kiếm có thể cải thiện người thể chất thiên tài địa bảo. Đợi đến hắn thu hoạch mà về, vô kỳ sơn bởi vì giang hồ ân oán, đã bị diệt môn, Lý Hoang Hoang cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Hắn tại địa chỉ ban đầu xây xuống sơn môn, bảo lưu vô kỳ sơn chi danh, tự xưng là vô kỳ sơn đời thứ tư trưởng môn nhân. Mà vô kỳ sơn cuộc khởi, cũng chính là theo lúc này bắt đầu. Tại câu chuyện này trong, tiên sinh nhiều lần cường điệu, người tu hành này từ đầu đến cuối trên người mặc áo tròn màu đen, che đậy trụ chính mình khuôn mặt. Liền lý hoang hoang tại trước khi chết, đều chưa từng biết được hắn ra sao tướng mạo. Lộ tầm là đi qua mạng lưới tin tức đại tẩy lễ người, bởi vậy cũng không có quá mức động dung. Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền lại nghe được rất là thương cảm, liền ngày bình thường thanh lãnh nhị sư tỷ, tự hồ cũng có cảm xúc chập trùng. Như thế nào như vậy a? À? Hắn làm gì không lấy chân diện một gặp người a? À? Miêu Nam Bắc một bên cảm thấy bi thương, một bên lại có chút tức giận nếu như là bởi vì không có cách nào thấy người đâu tiên sinh hỏi ngược lại vậy cũng không thể che kín toàn thân sống hết đời a à. miêu nam bắt quyệt miệng biểu thị chính mình vẫn là không cách nào tiếp nhận mà nếu như hắn cũng không phải là nhân loại đâu tiên sinh lột ra quyết thả một mảnh đến trong miệng một bên nhấm nuốt một bên nói miêu nam bắt nghe vậy một đôi lỗ tai mèo hơi động một chút đứng ở mặt bàn trên nhô lên chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngược nhỏ nói không phải người kia chẳng lẽ lại là yêu mà lại là yêu làm sao vậy, yêu có cái gì nhận không ra người. Ta, Miêu Nam Bắc, ma tông thanh danh lang sa đáng yêu quỷ. Mặc dù là yêu, nhưng cũng người gặp người thích thật sao? Tiên sinh đưa tay phải ra, lăng không hướng phía dưới lăng không ấn xuống hai lần, ra hiệu nàng nhanh lên ngồi xuống, không muốn không có quy củ như vậy đứng trên bàn, mở miệng nói. Vậy nếu như hắn là một loại rất kỳ quái yêu đâu? Miêu Nam Bắc nhảy về tới ghế trên, nói, yêu còn có thể kỳ quái đi nơi nào? Chẳng lẽ lại không phải động vật biến là hoa cỏ cây cuối biến hóa là yêu. Tại Miêu Nam Bắc xem ra, dù sao cuối cùng đều có thể biến hóa, kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Tiên sinh lắc đầu, không nói gì. Lộ Tầm hợp thời mở miệng nói, tiên sinh, cho nên Vô Kỳ Sơn công pháp tồn tại thiếu hụt, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Vô Kỳ Sơn đời thứ tư tổ sư đã chính là yêu tu, vậy hắn truyền thụ công pháp từ nhân tộc tu luyện, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy một chút tác dụng phụ. Tựa như Lộ Tầm tự thân đồng dạng, đi lên lấy thân luyện kiếm con đường về sau, tác dụng phụ chính là trở thành một không có kiếm người. Nếu là hắn hôm nay còn có thể tay cầm trường kiếm lời nói, kia không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm, tạm thời có thể xưng là. Trên thân kiếm thêm kiếm. Tiên sinh thả ra trong tay võ quyết, nói, ngươi chỉ chính là vô kỳ sơn các đệ tử, kia một trương không làm được biểu tình mặt lạnh sao. Đúng thế. Lộ tầm nói. Tiên sinh nhẹ gật đầu, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, nói, cũng coi là có chút liên quan đi. Không nghĩ tới đi, lại là một cái ưu tú phục bút. Lúc này, lộ tầm đột nhiên nhớ tới quỷ kiến sầu bên trong, một con kia bị tỏa liên cầm tù, toàn thân bao phủ tại áo tròn bên trong quỷ vương. Hai cái này gian, có liên quan sao? Hẳn là sẽ không đi, ai sẽ đem nhà mình tổ sư gia di thể cho khóa tại thí luyện nơi trong A, lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn hiện tại ngược lại có chút hiếu kỳ, cái này vô kỳ sơn đời thứ tư tổ sư gia, đến tục cùng là cái gì yêu vật biến thành. Tiên sinh tự hồ cũng nhìn ra đại gia hoang mang, thở dài nói. Kỳ thật đi, giống tiểu nam bắt dạng này, từ vật sống biến thành, mới có thể xưng là yêu, cho dù là hoa cỏ cây cuối, cũng tự có này sinh mệnh. Mà nếu nếu là một khối đá, có linh trí của mình, ngược lại cùng kiếm kia bên trong kiếm linh, trong đao đao hồn vì một loại. Này, chính là phiến thiên địa này phát tắc. Lộ tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thiên trần trong giả thiết chính là như vậy, cho nên không cần mơ mộng cái gì tảng đá quái, cái chổi tinh A loại hình tồn tại. Có linh trí cái chổi, kia nhiều nhất chỉ có thể xưng là phát bảo, sẽ không có người xưng là yêu võ kiếm của hắn đủ linh tính đi, nhưng cái kia cũng chẳng qua là phát bảo mà thôi. Mặc dù hắn coi nó là làm võ kiếm nương đối đãi nhưng người khác sẽ không. Hơn nữa nó từ đầu đến cuối là không thể nào biến hóa. Mạnh như cái kiếm khí cận, cũng không thể nào làm được biến hóa. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống lộ tầm như vậy đi ngược lại con đường cũ, rõ ràng là cá nhân, hướng kiếm phương hướng tu luyện, ngược lại bề ngoài như có chút sụp đổ giả thiết A. Ta sẽ không phải vi phạm với tiên sinh trong miệng thiên địa pháp tắc A. Lộ tầm ở trong lòng nói nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bản thân hắn không coi là là phiến thiên địa này sản phẩm đi. Tiên sinh, ý của ngươi là, vị này vô kỳ sơn đời thứ tư trưởng môn, thậm chí không có thể coi là yêu. Lộ tầm truy vấn. Tiên sinh nhẹ gật đầu, nói. Hắn là một cái tượng gỗ, một cái có khắc khuôn mặt tươi cười con rối. Lúc này, lộ tầm không khỏi nhớ tới tiên sinh là như vậy hình dung đời thứ ba trưởng môn. Nàng gọi Lý Hoang Hoang, một cái yêu cười nữ hài. t Ta lại tới đẩy sách, quen biết hảo bạn cũ lâu năm, tên sách ta thật không có muốn làm chú cứu thế a, à, cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút ờ. À. Cuối cùng, ngày mai hai canh đặt cơ sở. Chương 278, ta tự trên trời đến. Đến trễ canh thứ hai. Đối mặt tấn cấp nhiệm vụ, khác biệt người chơi sẽ làm ra khác biệt lựa chọn. Bởi vì tấn cấp nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng chính là, trước mắt các hạng thuộc tính tăng trưởng 10%. Nói cách khác, mỗi người tăng trưởng trị số, nhưng thật ra là không hoàn toàn giống nhau. Tựa như lộ tầm, ở người chơi trong mắt cùng bốt đồng dạng tồn tại, hắn 30 cấp lúc thuộc tính, cùng người chơi bình thường 30 cấp lúc thuộc tính, có thể giống nhau. Có người thì tăng một chút điểm, có người thế nhưng là tăng trưởng trăm triệu chút xíu nha. Bởi vậy, có bộ phận người chơi chọn kẹt cấp, đem hết toàn lực tăng trưởng thực lực, sau đó lại đi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Nhưng kẹt cấp lại không thể thể quá lâu, đối với game thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói, chỉ có thể là bảo trì chính mình nhân vật đẳng cấp tại thê đội thứ nhất trong, để tránh bỏ lỡ cơ duyên, cho nên đây cũng là một cái rất xoắn suất sự tình. Ở phương diện này, lộ tầm ngược lại là không có gì hảo xoắn suýt. Hắn mặc dù nhân vật đẳng cấp còn không cao, nhưng ở tự thân trên người đầu nhập điểm kinh nghiệm đã là cái thực không hợp thói thường mức. Không nói những cái khác, hắn chỉ là trong cơ thể linh lực tổng lượng chính là người khác mấy lần. Hắn mỗi lần thăng một cấp, đều có tại bảo đảm trước mắt thực lực tối đại hóa. Bởi vậy, chỉ cần nhất đến 30 cấp, hắn liền sẽ lập tức đi làm tấn cấp nhiệm vụ, không mang theo một tơ một hào do dự. Có tấn cấp nhiệm vụ có thể làm nợp cờ, hẳn là cũng xem như tuyệt vô cận hữu đi lộ tầm miễn cười, ở trong lòng nói. Đêm lặng yên mà qua, đợi đến mặt trời mới lên, lộ tầm liền đứng lên làm hậu núi đám người làm điểm tâm, sau đó báo cho đám người, chính mình chuẩn bị xuống núi một chuyến. Nếu là muốn cùng các người chơi tiếp xúc, hắn liền chuẩn bị một mình xuống núi, không mang theo một la một muội Rời đi hậu sơn trước, tam sư huynh còn hỏi một câu, tiểu sư đệ, linh thạch còn đủ. Lộ tầm giả bộ như một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Tam sư huynh kia trương mặt xấu thượng lập tức lộ ra ta hiểu ta hiểu biểu tình, tươi cười ôn hòa đưa cho lộ tầm một viên nhẫn trữ vật bên trong chứa hai vạn mai linh thạch muốn chết nguyên lai đây chính là không cần cố gắng vui vẻ a à. chẳng trách nhiều như vậy tiểu hỏa tử mỗi ngày hô hào a à di ta không nghĩ cố gắng lộ tầm nhận lấy tràn đầy linh thạch nhẫn trữ vật về sau lấy ra hạt giấy chuẩn bị hướng ra phía ngoài cửa bay đi cùng quý lê nói lời tạm biệt lúc này linh Quả vùng vẫy cánh rơi xuống trên vai của hắn ngươi muốn cùng ta à lộ tầm hỏi linh quả ngốc đầu ngốc não nghiêng chính mình đầu nhìn hắn. Được thôi, vậy mang theo ngươi đi. Lộ tầm cười nói. Sau đó, hắn liền bay về phía ngoại môn. Ma tông ngoại môn, quý lê vừa thấy được lộ tầm, liền chạy chậm đi vào trước mặt hắn. Lộ tầm. Buổi sáng hảo nha. Nàng cười hì hì nói. Theo xa điêu người chơi buông xuống, cái gì buổi sáng hảo, ngủ ngon loại hình dùng từ, cũng chậm chậm tại nợp cờ gian lưu truyền ra đến rồi. Lộ tầm nhìn một thân váy đen, thanh xuân vào giặc quý lê, nói, ta chuẩn bị xuống núi một chuyến, tới muốn nói với ngươi một tiếng. a, à, ta đây có thế cùng đi sao? Quý Lê lập tức nói. Không được, ngươi ngoan ngoãn ở tại ngoại môn hảo hảo tu luyện, chuẩn bị nội môn tấn thăng khảo hạch. Lộ tầm nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Quý Lê dơ chân lên nhọn nhẹ nhàng tại trong đất bùn chui a chui, có chút ít thất lạc. Nhưng là rất nhanh, những này thất lạc liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì dĩ vãng lộ tầm xuống núi trước, bình thường cũng sẽ không đặc biệt cùng nàng tạm biệt chí ít bây giờ sẽ đặc biệt tới nói một tiếng. Này đã đầy đủ làm nàng cảm thấy mừng rỡ. Hạt giấy tại không trung nhanh chóng bay qua, lộ tầm đang chạy về trên bão cắt trên đường. Hắn theo trong những trữ vật lấy ra mũ rộng vành đeo lên, che khuất chính mình dung nhan tuyệt thế. Mũ rộng vành một mang, ai cũng không yêu. Ta chính là kia nhất khốc lạnh lùng nhất tử. Ma tông khu vực bên trong trân bảo cắt các khoảng cách ma tông không tính quá xa, hắn bay hai canh giờ liền đến. Hắn trên đường đi còn có thể xoát xoát diễn đàn, treo đồ một chút ngốc đầu quả bởi vậy cũng bất giác đến phát chán. Này diễn đàn xoát xoát, lộ tầm thế mà xoát đến người quen phát bài bột. Phát bài viết người là Thái Tương Tương. Đây là một cái bạo chiếu thiếp, xem như nàng fan phúc lợi, nhiệt độ cực cao. Trong tấm ảnh là Thái Tương Tương đi qua tinh tu sau bản nhân, mặc phong cách cô tiết váy màu đen, đầu trên nghiêng mang theo một đỉnh tiểu mũ dạ, trên đùi thì là bên phải chân nơi có một tiểu đạo vết cắt chỉ đen. Phối văn, nhân gia là ma tông tiểu ma nữ A, ha ha. Phía dưới nhắn lại chia hai thái cực. Một cái là liếm bạo liếm gãy xương cái chủng loại này. Một cái là đánh bể, 10 mét xa cái chủng loại này. Lộ tầm nhìn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chính là cảm thấy ma tông có thế nhiều một chút nhân khí người chơi, cũng coi là chuyện tốt. Thái tương tương ảnh chụp căn bản hấp dẫn không đến hắn, hắn thấy, hơn 20 tuổi ngụy lô ly, nào có hơn 100 tuổi tai mèo lô ly đến hương. Đến trân bảo cắt về sau, lộ tầm xe nhẹ đường quen đi vào. Sau đó hào ném linh thạch, mua rồng trả 17 bản hoàng cấp sách kỹ năng. Trong đó, hoàn cấp hạ phẩm 10 bản, trung phẩm 5 bản, thượng phẩm 2 bản. Coi như xuống tới nói, hoàn cấp kỹ năng là chủ lưu, lam cấp kỹ năng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, hoàn cấp thượng phẩm kỹ năng, đối với phần lớn người chơi tới nói, đã có được trí mạng lực hút. Về phần lộ tầm loại này lam cấp đặt cơ sở, tự cấp trạng thái bình thường, tranh cấp đều có biến thái cấp nhân vật, tại lập tức là thuộc về nghịch thiên. Chỉ tiếc hắn đã muốn truyền thụ những này kỹ năng, liền cần chính mình trước học được. Hoàn cấp kỹ năng không giống lúc trước đê giai kỹ năng, học tập lúc cũng là muốn hao phí chút ít điểm kinh nghiệm, trồng trả 17 bản, cũng bỏ ra hắn không ít điểm kinh nghiệm. Lại thêm mua sách kỹ năng sở hao phí linh thạch, cũng coi là một bút đại ngạch giai đoạn trước đầu nhập vào. Cũng may rau hệ nhóm trưởng thành không sai, hẳn là có thể báo lại khả quan điểm kinh nghiệm. Rời đi trân bảo cắt về sau, lộ tầm liền vận chuyển huyễn thuật, tùy tâm, đem chính mình biến thành bạch đế bộ dáng. Một thân áo trắng, nho nhã văn khí, phong lưu tiêu sái. Thuộc về tiên sinh nhìn muốn đánh người hệ liệt. Biến ảo về sau, lộ tầm nhìn một chút tự thân thuộc tính hơi sững sờ không nghĩ tới a à, lại có biến hóa xem ra lại có thể cho sa điêu các người chơi một kinh hỉ thanh lĩnh ngoài thành vô cùng náo nhiệt lui tới người chơi núi liền không dứt đối với trước mắt các người chơi tới nói ma tông ở vào thanh lĩnh thành nội phó bản quy tuy thọ chính là thích hợp nhất kinh nghiệm thu hoạch nơi chỉ tiếc không phải ma tông người chơi cần giao một bút vé vào cửa phí đây là làm không ít người chơi cảm thấy đau lòng bởi vậy tới đây người chơi cao cấp chiếm đa số Bình dân người chơi có thế không nở tiêu tốn những linh thạch này. Mà, quy tuy thọ, bên trong bảng xếp hạng tự nhiên thành các đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ vùng giao tranh. Phàm là có một người chơi tiến vào trước 100 danh, đều có thể tại diễn đàn thượng nhìn thấy trắng trận tuyên dương bài bột. Lúc này chính là sau cơn mưa trời lại sáng, tại thanh lĩnh thành cửa thành bên ngoài không trung nơi, mang theo một đạo chói lọi cầu vồng cầu. Xem A. À. Có cầu vồng. Không ít người chơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hoa. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng. Vị nữ sĩ này, ngươi có phải hay không quên đi đây là trong trò chơi, không phải trong sinh hoạt a. À. Nhưng bất kể nói thế nào, xinh đẹp cầu vồng vẫn là hấp dẫn đại lượng người chơi lực chú ý. Mà đúng lúc này, một đầu hạt giấy thực trùng hợp từ không trung bay qua. Nhìn từ đằng xa đi, nó liền như là là tự cầu vồng trên cầu rơi xuống. Bay về phía nhân gian. Chương 279, ban thưởng đang. Này quy tắc vì bạch đế tuyên truyền tạo thế bài bột, rất nhanh liền tại trong diễn đàn phát hỏa đứng lên đáng nhắc tới chính là, bởi vì hiện tại đại bộ phận người chơi đều đã gia nhập qua tông môn, cho nên tại một tuần trước, diễn đàn tiến hành lần thứ nhất đổi mới. Hiện tại, người chơi tại diễn đàn biệt danh đằng sau sẽ cùng theo một chuỗi cái đuôi nhỏ, trên đó viết chính mình trận doanh. Như, Lộ Tầm nếu như tại diễn đàn thượng có thể phát bài viết, hắn biệt danh đằng sau liền sẽ cùng một cái ma tông. Người chơi tại trong diễn đàn ID có thể cùng trong trò chơi khác biệt, nhưng trận doanh là sẽ trực tiếp chứng nhận, sẽ cùng trò chơi nhân vật vị trí, trận doanh đạt thành nhất trí mà tuyên bố đầu này bài phục người, chính là một ma tông người chơi. Hiện nay, mọi người đều biết, ma tông người chơi trong, có một nhóm lớn, tử suy, cùng bạch suy. Nhất là tử điện người ủng hộ, khi càng là mênh mông một mảng lớn. Này cho người ta một loại cơm vòng văn hóa xâm lớn diễn đàn game cảm giác quá dị. Không biết còn tưởng rằng vị này nập cờ vì tông môn tương lai, giúp khoát kiên quyết lựa chọn xuất đạo làm thần tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác đi, người lại rất khó đối tử điện chán ghét phải đứng dậy không nói trước hắn cái kia nam nữ thông sát mặt giá trị chỉ là thực lực kia cùng ngày bình thường xử sự làm người kia ôn hòa thái độ sẽ rất khó làm cho người ta phản cảm hơn nữa đối như vậy khuôn mặt thật rất khó nói ra thô tục từ open beta đến nay tử điện thường thường liền sẽ soát một đợt tồn tại cảm giống mấy ngày trước đây kia một trận dẫn phát thiên địa dị tượng kiếm đạo đột phá càng làm cho các người chơi hô to ngư bức về phần bạch đế nha tới vừa so sánh có vẻ như đã quá hạn lại thêm bạch đế phạm vi hoạt động chỉ có ngần ấy đại không phải tại ma tông khu vực chính là tại ma tông khu vực gần đây nên khu vực người chơi tự nhiên là ăn no thỏa mãn có thế cách khá xa cái chủng loại này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút đố kỵ tâm lý có một loại ăn không được nho liền nói nho toan cảm giác bởi vậy này quy tắc là trắng đế tạo thế bài cuộc một khi tuyên bố yên lặng đã lâu bạch suy nhóm nhao nhao ngoi đầu lên một khi có người âm dương quái khí ra tới trào phúng phía dưới sẽ xuất hiện thuần một sắc máy lặp lại đội hình bình luận ngươi ăn không được nho ta ăn đặc biệt ngọt lộ tầm nhìn mấy chục điều giống nhau như đúc trả lời, không trải qua rùng mình một cái. Ăn bạch đế nho. Cái gì đồ chơi a? À? Hắn ở trong lòng một hồi ác hàng. Nhưng là, bất kể nói thế nào, bạch đế kỹ năng đạo sư thân phận, xem như bị ngồi vững. 17 loại hoàng cấp kỹ năng bày ở chỗ ấy, liền game thủ chuyên nghiệp đều sẽ tâm động. Hơn nửa lộ tầm tại trân bảo các mua sách kỹ năng thời điểm để ý, đặc biệt mua một ít có thể đánh ra phối hợp kỹ năng. Nếu như một cái công hội có 4-5 người đến học tập kỹ năng, bọn họ học được những này có thể đánh ra phối hợp kỹ năng sau tổ đội có thế bộc phát ra uy lực mạnh hơn đây đối với công hội người chơi tới nói quả thực là có trí mạng lực hấp dẫn hiện giai đoạn giả đồ bốt vẫn tương đối hiếm thấy nhưng tin anh cấp còn là có không ít những này kỹ năng giá trị ở phương diện này có thể nhận được rõ rệt thể hiện kết quả là số lớn người chơi bắt đầu hướng về thanh lĩnh thành chạy đến lộ tầm tuần hoàng theo ori hết bơn câu kia kinh điển danh ngôn ta đương nhiên sẽ không ý đồ trích nguyệt ta muốn mặt trăng chạy ta mà tới hắn chuẩn bị tại thanh lĩnh thành ở lâu mấy ngày, chờ rau hẹ nhóm đưa hàng tới cửa. Các ngươi đã là thành thục rau hẹ, nên học được chính mình chạy tới làm ta cắt. Làm xong một ngày việc nhà nông về sau, lộ tầm giấu trong lòng lấy mấy chục vạn điểm kinh nghiệm, tìm cái nơi yên tĩnh, cho chính mình thăng lên cấp 1. Đối với tử điện cùng ở bạch đế ít này hai cái thân phận, hắn phân công rất rõ ràng. Bạch đế coi như rau hẹ đại sư, đặc biệt phụ trách thu hoạch người chơi này phê rau hẹ, sau đó trả lại tử điện. Tử điện cầm điểm kinh nghiệm thăng cấp về sau, đang phụ trách bức vương công tác làm người chơi vì đó khuynh đảo phát triển liếm cẩu để về sau nghe hắn hiệu lệnh có ý tứ nhất chính là lộ tầm tại các rau hệ quá trình bên trong còn tiện thể phát triển ma tông kinh tế rất nhiều người chơi đều sẽ nghĩ đến quy tuy thọ ở ngay tại thanh lĩnh thành này tới đều tới nếu không muốn đi một chuyến học xong kỹ năng sau người chơi chính là nhiệt tình tăng vọt xoa tay lau chân thời điểm mà quy tuy thọ chính là bọn họ phát đại pháp lực tốt nhất nơi chốn vé vào cửa phí mặc dù hơi quý nhưng cũng có điểm kinh nghiệm có thể cầm. Vạn nhất thượng bản xếp hạng, đây chính là thực vinh dự chuyện, kết quả là, quy tuy thọ vượt qua người số lượng, đạt đến những năm gần đây đỉnh cao nhất. Bởi vậy, đừng nhìn quy tuy thọ lối vào nơi như vậy hoang tàn vắng vẻ, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng. Đầu này nhìn lên thường thường không có gì là thông đạo, sớm đã có vô số người ra ra vào vào. Lộ tầm đều đang nghĩ, quy tuy thọ kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, ta muốn hay không đi chia một ít trích phần trăm A về phần kia không ngừng đầu cơ trục lợi linh tửu vậy càng không cần phải nói đến phút trong tửu lâu mấy trăm đàn linh tửu bị người chơi mua đi sau đó lại bị lộ tầm để lại này một tới hai đi đến phút Tử lâu lợi nhuận trực tiếp liền nổ tung sau năm ngày lộ tầm đã thành công đem tự thân đẳng cấp đề cao đến cấp 27. cần mẫn khổ nhọc một ngày sau hắn ông trong lòng tràn đầy một chiếc nhẫn linh tửu đi tới đến phút tửu lâu vương trưởng quỷ lộ tầm vào cửa về sau cười nói đã từng điếm tiểu nhị bây giờ trưởng quỹ vương phan lập tức tiến lên đón nói đại nhân ngài lại là đến tiễn rượu. lấy vương phan nhãn lực tự nhiên nhìn không ra lộ tầm huyễn thuật cho nên hắn tự nhiên cũng không biết nam tử trước mắt chính là ban đầu ở chỗ này nhận lấy lâm thiền làm đồ để lộ tầm đúng vậy a à, mang ta đi kho hàng ta đem linh tử bỏ vào lộ tầm nói được rồi ta cái này mang ngài đi vương phan nói sau đó hắn lại một lần nữa trơ mắt nhìn hôm nay vừa bán đi linh tửu lại về tới trong kho hàng hắn thậm chí một lần hoài nghi, trước mắt vị này ma tông người tu hành, có phải hay không làm cái gì làm hư quy củ hoạt động. Có thế hắn này tướng mạo nho nhã bên trong mang theo vài phần tiêu sái, nhìn lại không giống như là làm chuyện ác người. Tỷ Mỹ nghĩ lại, vị đại nhân này mỗi lần vừa vào tử lâu, lập tức liền có thể hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Bực này như tiên giáng trần tướng mạo, hắn cũng chỉ tại vị kia thu lâm thiền làm đồ đệ đại nhân vật trên người nhìn thấy qua. Lộ tầm đem linh tử toàn bộ lấy ra về sau, từ dưới đất cầm lấy một vò, nói, vương trưởng quỷ, ngươi mời ta ăn thịt bò chín, ta mời ngươi uống rượu, như thế nào? Được rồi, ta cái này cho ngài đi cắt cái mấy lượng. Vương Phan còn duy trì làm điểm tiểu nhị thời điểm thói quen, nói chuyện lúc mang theo không ít ngữ khí từ. Hai người không có ngồi tại tử lâu bên ngoài, mà là đi vào lộ tầm lúc trước đến thanh lĩnh thành lúc, ở qua hơn nửa tháng hậu viện. Bận rộn cả ngày, uống chút rượu, ăn một chút thịt, cũng là thoải mái. Lộ tầm từ đầu đến cuối đều là một cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Ở trong quá trình này, hắn sẽ chủ động cùng Vương Phan trò chuyện một ít ma tông trong chuyện lý thú, nhất lên nhiều nhất, chính là Lâm Thiền. Bởi vì hắn biết, Vương trưởng quỷ muốn nghe những thứ này. Hắn làm điếm tiểu nhị lúc, có phần bị Lâm Thiền gia gia chiếu cố. Tại lão gia tử qua đời về sau, hắn đối Lâm Thiền cũng là có nhiều trong non. Đối với phàm nhân mà nói, người tu hành thế giới quá mức xa vời, dù là trước đó mặt quan cơ nói cho hắn, Lâm Thiền bây giờ tại ma tông thân phận địa vị đều là không hề tầm thường, nhưng hắn vẫn là muốn nghe nhiều nghe nàng tin tức. Đồ một cái an tâm lâm thiền gia gia qua đời trước đó trong miệng lẩm bẩm chính là không cảm tử ta không cảm tử bởi vì lưu một cái bị câm cháu gái sống một mình tại thế tâm hắn bất an mà đối với vương phan tới nói người tu hành thế giới vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi nếu không thể nghe được điểm tin tức hắn đồng dạng hiểu ý bất an nguyên lai tiểu người tâm hiện tại đã lợi hại như vậy a à? vương phan ở trong lòng nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta đây liền có thể yên tâm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Lộ tầm trước đó đi lâm thiền gia gia mộ địa lúc, phát hiện nơi nào còn thật sạch sẽ, nghĩ đến là vương trưởng quỷ chú ý đến tình cũ, thường xuyên sẽ đi tế bái đi. Linh tử tử kình rất lớn, phàm nhân uống không nhiều. Lộ tầm thấy vương phan đã mắc say lờ đờ mông lung, liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên đan dược, cong ngón búng ra, liền rơi vào trong miệng của hắn. Hắn cho cũng không tính là cỡ nào trân quý đan dược, nhưng cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đan dược vào bụng, vương phan lập tức ngủ thật say, còn ngáy lên làm xong đây hết thảy lộ tầm đem chính mình chén rượu bên trong linh tử uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng tử lâu phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn cảm giác được người tu hành khí tức. Hơn nửa nhân số cũng không ít, có 19 người, lại đều là ma tông đệ tử. Như vậy một đám người, đột nhiên đến phút tử lâu tới làm cái gì? Lộ tầm nghĩ đến, trong lòng có chút hiếu kỳ. PS, lặp lại lần nữa, nhóm hào tại giới thiệu vắng tắt trong, đại gia tiên tiến nghiệm chứng nhóm, sau đó làm nhân viên quản lý kéo vào V nhóm. Chương 280, các ngươi đều nghĩ công lược ta. Ta tự trên trời đến, cưỡi hạt đến nhân gian. Lộ tầm một bữa tiệc áo trắng, ngồi cao tại hạt giấy phía trên, từ không trung chậm rãi xẹt qua. Hắn rộng lớn áo bào theo gió phất phới, còn thật sự có mấy phần tiên khí. Giống như nhân gian trích tiên nhân. Đợi đến thanh lĩnh thành ngoài người chưa thấy rõ ràng hạt giấy phía trên đến tục cùng là người phương nào thời điểm, nhìn không được hét lên kinh ngạc thanh. Bạch đế. Qua. Là bạch đế. Ta dựa vào. Người mất tích trở về tiếp xuống, rất nhiều người chơi lập tức phát hiện chỗ khác biệt. Các người liếc đế đỉnh đầu dấu chấm hỏi. Lộ tầm cấp bậc tương đối cao, người chơi dò xét cá nhân hắn tin tức lúc, đỉnh đầu danh xưng biểu hiện chính là. Mà lúc này, màu vàng dấu chấm hỏi đã biến thành màu lam nhạt. Đây chính là hắn vì các người chơi chuẩn bị kinh hỉ Bởi vì cá nhân thực lực tăng lên, bạch đế này một ngựa giáp, đã trở thành lam danh nợp cờ. Mặc dù là nhất nhạc màu lam nhạc, nhưng đó cũng là lam danh không phải. Lam danh. Bạch đế biến thành lam danh bạch đế thế nào không thất bại đâu xảy ra chuyện gì nợp cờ nhan sắc còn có thể biến sao hẳn là có thể a à. dù sao thiên trần cũng không phải là cái loại này đã hình thành thì không thay đổi trò chơi chúng ta tại thăng cấp nợp cờ cũng tại thăng cấp a à. bạch đế biến thành lam danh có phải hay không đại biểu hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi vậy còn chờ gì nhanh đi tiếp xúc một chút a à. đối với lập tức đại bộ phận người chơi tới nói lam danh nợp cờ thế nhưng là bánh trái thơm ngon ai cũng muốn lên đến cặm một hơi hạt giấy tại thanh lĩnh thành ngoài trong rừng cây hạ xuống, chung quanh lập tức liền bị người chơi cho vây chật như nêm cuối. Có ít người là đến tìm vận may, có nhìn hay không có thể hay không cùng bạch đế đáp lên quan hệ loại hình. Càng nhiều người chính là đơn thuần tới quay chiếu Strangest Show ghi chép video. Minh tinh cấp đại ngộ cũng liền không gì hơn cái này. Lộ tầm nhảy xuống hạt giấy, tay phải nhẹ nhàng nhất chiêu, hạt giấy liền cấp tốc thu nhỏ, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Qua! Wow. Đây chính là ma tông chiêu bài phi hành pháp bảo sao ta nhớ được tử điện dùng cũng là con hạt giấy này a à? đâu chỉ đâu rồi phù đế ma dùng cũng là hạt giấy thật xinh đẹp phi hành pháp bảo thật mong muốn một cái a à? ngươi tại suy nghĩ cái rắm ăn ta là ma tông người chơi ta cũng không biết đi nơi nào làm lộ tầm đem hạt giấy đem thả về tới trữ vật giới chỉ bên trong tạm thời không định đem trong chiếc nhẫn kia gần trăm phần hạt giấy lấy ra buôn bán hắn nhìn chung quanh các người chơi một chút làm bộ dùng nghi hoặc khẩu khí nói dị nhân một chút liền nhìn thấu dị nhân thân phận kia là tử điện đặc quyền, biểu lộ ra hắn thế giới nhân vật chính chỗ thần kỳ. Bạch đế cái này áo lót, lon, không có cái này công năng, hắn yêu cầu thời khắc ngụy trang chính mình mới đi. Có thể nói là rất nhỏ chi tiết. Nghe được bạch đế lên tiếng, một ít tương đối thành thật xa điêu người chơi lập tức gật đầu. Rất nhiều người chơi nhưng thật ra là vì dị nhân thân phận cảm thấy tự hào, dù sao dị nhân có rất nhiều siêu phàm chỗ, ngày bình thường đều là hào phóng thừa nhận chính mình thân phận. Lộ tầm cười cười, lại hỏi, nhưng có ta ma tông đệ tử. Trong đám người, một cái nam tính người chơi giơ tay lên. Lộ Tầm nhìn hắn, nói, ngươi vậy nhưng có linh tửu. Vừa nói, hắn một bên ném ra một cái nhiệm vụ. Thuận tiện còn mở ra chính mình thanh kỹ năng, bên trong cung cấp có thể truyền thụ kỹ năng. Tên này người chơi vừa nhìn có kỹ năng có thể học, lập tức nhận lấy nhiệm vụ, nói, có có, ta cái này đi lấy. Sau đó, hắn ngay lập tức hướng thành trong tiến đến, đi mua rượu. Bây giờ, Lộ Tầm nếu là muốn truyền thụ hoàn cấp kỹ năng cũng không thể để bọn hắn tùy tiện cầm thế gian chi rượu đến đổi, như vậy thực không hợp lý. Giống thanh lĩnh thành loại này thành lớn, là có đê giai linh tử bán, một ít thế gian phú thương chung tình tại loại này rượu, đã đối thân thể có chỗ tốt, lại tỏ ra có bức cách. Mà đối với tu hành môn phái tới nói, ngân lượng cùng linh thạch cũng đều xem như nhu yếu phẩm, cho nên cũng vui vẻ tại cung cấp. Đối với lập tức người chơi tới nói, linh tử vẫn là gồng gánh nổi, chính là có như vậy chút ít đau lòng chính là. Thế nhưng là, bạch đế sở hiện ra kỹ năng đủ loại, trồng trả 17 loại hoàn cấp kỹ năng, thế mà còn có hai loại hoàn cấp thượng phẩm. 17 loại kỹ năng, luôn có một cái thích hợp ngươi. Chung quanh người chơi khác cũng sủng sủng dục động, chủ động tiến lên tư vấn, rất muốn học A ngoạ tàu. Sau đó bọn họ phát hiện, Bạch Đế vẫn là cùng lúc trước đồng dạng rất dễ nói chuyện, lại không có quá nhiều thiên kiến bè phái. Hắn chỉ nói một câu, trong đó cũng không có ta ma tông chi pháp, đều là ta một ít tiểu cất giữ mà thôi, các ngươi nếu là mang tới linh tử, ta cũng tự sẽ truyền thụ. Nghe một chút, nghe một chút đại lão khẩu khí này. Hoàng cấp thượng phẩm kỹ năng, cũng bất quá là tiểu đồ cất giữ. Vậy còn chờ gì? Làm. Một sóng lớn người chơi bắt đầu hướng về thanh lĩnh thành nội dũng mãnh lao tới, đi mua linh tửu. Mà thú vị chính là, thanh lĩnh thành nội lớn nhất linh tửu bán nơi chốn chính là ma tông ở chỗ này cứ điểm, đến phút tửu lâu. Sa điều các người chơi bên này đem linh tửu cho mua đi, lộ tầm bên kia lại đem linh tửu để lại tửu lâu tiếp tục bán, này một tới hai đi, không nên quá thoải mái ta không sinh sản rượu, ta chẳng qua là cái linh tử công nhân bốc phát. Rất nhanh, liền có ngô xong linh tử người chơi chạy về đến nơi đây. Dân lên linh tử về sau, liền có thể tại kỹ năng bên trong chọn lựa đồng dạng học tập. Nếu là lựa chọn học tập hoàn cấp hạ phẩm kỹ năng, vậy liền có thể học khác biệt. Mà khác với lúc đầu, học tập kỹ năng lúc, người chơi cần thiết tiêu tốn điểm kinh nghiệm cũng thay đổi nhiều. Lộ tầm cứ như vậy đứng ở chỗ này là được, điểm kinh nghiệm lập tức liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào hắn mặt bản trong kỳ thật đối với trước mắt người chơi tới nói cũng là có không ít biện pháp học tập đến kỹ năng như tông môn truyền thụ như bên ngoài mua sắm nhưng tông môn truyền thụ kỹ năng đều là thống nhất truyền thụ đại gia học đều như thế không có gì ý tứ mà bên ngoài mua sắm liền hơi đắt không phải trước mắt bình dân người chơi gồng gánh nổi so sánh với một vò linh tử liền có thể học tập đến kỹ năng vậy đơn giản chính là phúc lợi không ít người chơi thậm chí đang suy đoán bạch đế có phải hay không là thiên trần trong an bài tốt tùy cơ xuất hiện kỹ năng đạo sư rất nhiều trò chơi đều có cùng loại giả thiết, như một ít nợp cờ tùy cơ tại nơi nào đó xuất hiện, sau đó có thể cho người chơi mang đến không ít chỗ tốt, có thể hay không gặp được thuần túy xem vận khí. Hơn nữa theo tình huống trước mắt đến xem, Bạch Đế tự hồ là một trưởng thành hình nợp cờ. Cũng không nhất định, có lẽ là ngụy trang nợp cờ. Cao nhân nha, rất bình thường. Giống cái loại này võ công siêu cường, rất thích quét rác hòa thượng loại hình, chúng ta đều hiểu. Sáu lộ này, bọn ta nhìn quen mắt. Bởi vậy, tại rất nhiều người chơi trong mắt, bạch đế là ngụy trang cao nhân khả năng càng lớn. Kết hợp với bạch đế sở tác sở vi, không ít người chơi cảm thấy chính mình đã thấy chân tướng. Hắn sớm nhất thời điểm truyền thụ đê giai kỹ năng, hiện tại lại truyền thụ hoàn cấp kỹ năng, từ đầu đến cuối đều là thích hợp nhất chúng ta lập tức học tập loại hình. Đây không phải phát phúc lợi hình kỹ năng đạo sư, là cái gì? Có lẽ chờ chúng ta 3-40 cấp, hắn liền bắt đầu truyền thụ lam cấp kỹ năng đâu. Dù sao bạch đế tự lên sân khấu đến nay, cho người cảm giác chính là thâm bất khả trắc như vậy vừa phân tích trên cơ bản có thể nói là thực chùa y trong nháy mắt chung quanh người chơi bắt đầu biến càng phát ra nhiệt tình còn có người chơi lấy hết vốn liếng thế mà mua hơn hai vò linh tửu tặng cho lộ tầm lộ tầm cái này người chơi nam xem ra là nghĩ soát ta độ thiện cảm a đây là nghĩ công lực ta tiết tấu a tuy nói linh tửu tại đại nhân vật trong mắt thật không tính là gì nhưng không ít người chơi đều có một cái ý tưởng giống nhau cho dù là kiếp trước lộ tầm đã từng có loại quan niệm này đó chính là các đại nhân vật quan tâm nhất không phải vật phẩm giá trị mà là ngươi thái độ không ít cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm trong đều là như vậy chỉ tiết lộ tầm cũng không phải là muốn ta độ thiện cảm Khi là mặt khác giá tiền lại là giá cao một cái hạ buổi trưa lộ tầm liền thu hoạch hơn 50 vạn điểm kinh nghiệm mà một cái thiệp cũng tại trong diễn đàn nhanh chóng phát hỏa đứng lên đầu này bài cuộc tiêu đề là những cái kia nói bạch đế đã quá hạn sa điêu đi vào bị đánh